Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Lý Nguyên nói: "Long mạch liên minh với ta, cho nên mới đưa lệnh bài này cho ta, ngươi không biết sao?" Cao Khai Bình lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Chuyện này ta chưa từng nghe nói tới. Nếu như ngươi không còn chuyện gì khác, ta muốn đi theo chủ mẫu." Nhìn thấy Lý Nguyên im lặng, Cao Khai Bình cũng không chờ đợi, ôm lấy một ngọn giáo đỏ như máu, nhảy lên trên con ngựa hài cốt được bọc trong trọng giáp, rồi phóng đi. Lý Nguyên quay lưng về phía y, đột nhiên nói, "Chờ một lát." Ngựa hài cốt mang trọng giáp dừng lại, Lý Nguyên hỏi, "Ngươi biết Lữ Huyền Tiên không? Chủ mẫu nhà ngươi yêu cầu ngươi nói chuyện với ta." Cao Khai Bình, "Ngươi muốn kháng chỉ sao?" Giọng hắn trở nên nghiêm khắc hơn, Cao Khai Bình im lặng một lúc, rồi nói, "Không biết." Dứt lời, y phi ngựa đi theo hướng xe ngựa đã đi xa. Khi ngựa rời khỏi miếu tướng quân, dung mạo của Cao Khai Bình bắt đầu thay đổi. Con ngựa từ chỉ có hài cốt được bọc thép dày đặc biến thành một con ngựa đen và Cao Khai Bình cũng thay đổi từ một quỷ phó với áo giáp đen cầm một thương đỏ thành một nam tử mặc trọng giáp, tay cầm thương bạc. Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ trông vẫn bình thường, không có bất kỳ âm khí hay thi khí nào, giống hệt như một con người. Số liệu của y cũng thay đổi đôi chút, từ 8.030 đến 139.182 biến thành 8.030 đến 69.591, 139.182. Lý Nguyên ban đầu rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu không biết, nhưng sau khi nhìn thấy sự thay đổi trong số liệu, hắn đã mỉm cười sau khi cười sắc mặt hắn lại càng ngưng trọng hơn hắn xác định lữ huyền tiên thật sự là trung hồn long mạch thật sự tồn tại nhưng chắc chắn trong long mạch đã xảy ra một loạt chuyện gì đó mà hắn không thể biết được mới dẫn đến hiện tượng quái dị này ví dụ như long tử còn chưa sinh ra trung hồn đã rời khỏi quỷ vực đến đây che chở nó ví dụ như cao khai bình không biết cửu đạo tuần lệnh lâm thời tình huống thế nào hắn tạm thời không biết được nếu đã không có cách nào biết được cũng không thể chắc chắn hoàn toàn. Vậy thì, trước cứ chờ xem. Long Mạch không có cách nào liên minh, vì vậy Lý Nguyên quay người rời đi. Khi không thấy ai nữa, hắn kích hoạt cửu đạo tuần lệnh lâm thời. Nhanh chóng xuất hiện bên ngoài trang viên thần hy. Hắn phải dẫn người nhà rời đi. Đây là một nhiệm vụ rất lớn, bởi vì nó còn liên quan đến việc sắp xếp và bàn giao lại tân vấn đao cung và đường môn. Diêm tỷ đã một lần nữa chuyển tới phục giang đạo, ruộng thịt ngũ phẩm ở nơi này sẽ từ từ biến mất, tân vấn đao cung sẽ mất đi tài nguyên cơ sở nhưng chẳng phải ở mức độ nào đó vấn đao cung cũng đã thoát khỏi sự kiểm soát của liên giáo và trở thành một phần sản nghiệp được diêm tỷ tiếp quản sao trước kia vấn đao cung chỉ là doanh trại để liên giáo sản sinh ra u kỵ mà bây giờ liệu vấn đao cung có thể trở thành thế lực của hắn hay không dù sao thì hắn cũng là chủ nhân thực sự của vấn đao cung bất cứ võ giả nào của vấn đao cung đều cần hắn bọn hắn sẽ là đôi bên cùng có lợi vậy có nên chuyển tân vấn đao cung đến vấn đao cung hay không lý nguyên nghĩ đến những chuyện này sau đó thay đổi hình dáng vội vàng đi vào trang viên thần hy mới vào trang viên hắn đã cảm thấy có chút không thích hợp ở đây quá yên tĩnh hắn hơi ngưng thần hắn nghe thấy động tĩnh truyền ra từ nội viện hắn đi vào nội viện thấy tiểu thánh bình an cảnh thủy hương thôi hoa âm cô giao giác và những người khác đều vây quanh ở bên ngoài không lâu sau thấy một đại phu từ trong phòng của nội viện đi ra cô giao giác tiến lên nói chuyện với đại phu một lát nhưng đại phu kia lại cúi người rồi vội vàng rời đi. Cô giao giác nhẹ nhàng lắc lắc đầu với Lý Bình An. Lý Bình An lập tức lệ rơi đầy mặt, xông vào phòng, nói, không thể nào, không thể nào. Nương của ta còn chưa tới 60 tuổi, người của chúng ta ở thần mộc điện nhiều như vậy, lại còn có nhiều đan dược như vậy, tại sao? Tại sao ngay cả một người bình thường cũng cứu không được? Cô giao giác nói, Bình An, chúng ta, chúng ta có thể hiểu được tâm trạng của con, trước tiên đừng kích động, tiết tỷ cần nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, Lý Bình An nói, "Cha đâu? Cha đi đâu vậy? Bây giờ là lúc nào rồi? Hắn cũng không trở về, hắn làm cha kiểu gì chứ? Nếu như hắn ở, nếu như hắn ở đây." Cô do giác nghe xong lời này, trong lòng tức giận, đột nhiên giơ tay, muốn tát Vãn Bối trước mắt này một cái. Nhưng khi nhìn thấy Lý Bình An mặt đầy nước mắt, lại chậm rãi buông xuống. Ngay sau lưng của Lý Bình An có Mỹ phụ đi ra, nói, "Cô trưởng lão đừng nóng giận, tính tình của Bình An không phải luôn như vậy sao?" nóng nảy nên cái gì cũng nói ra được. Mọi người đang nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài sân truyền vào, hơi quay đầu lại, thấy Lý Nguyên đã trở lại. Lý Nguyên nhìn về phía cô giao giác hỏi, xảy ra chuyện gì? Cô giao giác vội vàng chạy tới, nói, lão ra, mấy ngày trước, khi tiết tỷ đang phơi quần áo, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng ngã xuống. Sau đó, giống như sắp không xong rồi, chúng ta dùng không ít đan dược. Lại mời rất nhiều đại phu, nhưng đều vô dụng. Người vừa mới đi ra kia đã là đại phu thứ 16 rồi. Nói tới đây, lại có một nữ tử xinh đẹp mặc lục y kéo tay một đại nam hài chạy ra từ phía sau cô giao giác, mím môi, cúi đầu nói với Lý Nguyên, "Thật xin lỗi, công công, ngày đó bà bà giúp con giặt quần áo của Lệ Nhi cho nên mới bị ngã bị thương." Vừa dứt lời, chợt nghe được Lý Bình An đứng ở phía sau cả giận nói, "Bảo nàng tự mình giặt, nếu không muốn thì sai nha hoàn ở bên ngoài giặt, hà cớ gì nàng nhất định phải đưa cho nương của ta giặt?" lý nguyên nhận ra nữ tử xinh đẹp này đây là vị thiên tài đến từ liễu gia của thần mộc điện tên là liễu lục tuyết hình như trước đây vẫn luôn chạy theo sau mông lý bình an gọi bình an ca ca bình an ca ca liễu lục tuyết khóc dòng nói thật xin lỗi chỉ là bà bà nói ngày thường nhàn rỗi không có việc gì làm giặt quần áo cho tôn tử tôn nữ bà ấy cũng rất vui vẻ cho nên ta mới để cho ta đại nam hải đứng bên cạnh nàng cũng cúi đầu câm như hến một câu cũng không dám nói lý nguyên nói bình an đừng nói nữa cũng đừng trách nương tử nhà con loại chuyện này không ai có thể đoán trước ta vào thăm nương của con trước lý bình an nắm chặt tay đột nhiên đỏ mắt khóc nói ta chính là phế vật đại phế vật nói xong y xoay người lại bay đi mọi người lý nguyên nhịn không được mắng thành tiếng tiểu tử thúi vẫn là quá thuận lợi tất cả trở ngại mà lý bình an gặp phải trong đời này e là chỉ có đoạn thời gian huấn luyện trước khi hắn rời đi thần mục điện những lúc khác tiểu tử này chưa từng chịu thiệt thòi cái tâm tính này tuyệt a à, Lý Nguyên nhìn giao giác nói, đi tìm Bình An trở về, nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện lớn, chúng ta phải lập tức chuyển nhà. Được, lão ra, cô giao giác hiểu chuyện bay đi, hướng phía xa đuổi theo. Mà Lý Nguyên thì lại hít sâu một hơi, đang định bước vào gian phòng, tiểu thánh điềm đạm nho nhã ở bên người hắn nói khẽ, cha, không thấy nương. Lý Nguyên ôn hòa nói, nàng không có việc gì, chỉ là chúng ta phải chuyển nhà thôi. Vâng, cha, tiểu thánh vẫn ngoan ngoãn, lúc này Lý Nguyên mới ngửa đầu, bước lên bậc thang đẩy cửa vào phòng trong phòng hắn đi vòng qua bình phong lập tức thấy được nữ tử kia tiết ngưng suy yếu nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền tinh thần như bị rút hết trông giả nua vô cùng nàng chỉ là một người bình thường nhưng lại quanh quẩn giữa võ giả cao phẩm ác quỷ cường đại thân thể ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi dương khí âm khí mà phàm nhân không nên chịu đựng mà chuyện nàng xử lý đều là chuyện lớn điều này khiến lòng nàng lo lắng mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng sợ một khi không cẩn thận kéo chân Lý Nguyên, mang đến tai ương ngập đầu cho cái nhà này. Theo lý thuyết, chuyện tích ngưng giải quyết rất có khả năng sẽ xảy ra sơ suất. Nhưng, Lý Nguyên chưa bao giờ nghe đến, điều này nhìn như bình thường, thậm chí cũng không cần phải khoe khoang, đều cất giấu sự thông minh cùng với tâm huyết của tiết ngưng. Hơn nữa Vân Sơn đạo nghèo nàn, việc phải bôn ba trên đường đi, khí hậu không thích hợp, đủ loại nhân tố. Mặc dù trang viên thần hy rất giàu có, có thể cung cấp các loại thuốc bổ, nhưng tiết ngưng vẫn thường xuyên sinh bệnh, ta đã về tiết tỷ lý nguyên ôn nhu đánh vỡ sự yên tĩnh sau đó hắn ngồi trước giường nắm lấy bàn tay hơi nhăn nheo của nàng tuyết ngưng chậm rãi mở mắt đôi môi dặn nứt giật giật sau đó lộ ra một nụ cười nói một câu ta nhất định rất xấu lý nguyên đi tới ôm nữ tử tóc muối tiêu vào lòng nói xấu chỗ nào thần linh mộ địa thần bí kia lóe lên trong mắt hắn những cỗ quan tài thần linh đặt trong huyệt động của âm dương song ngư còn có phản ứng quái dị của quan tài ở tầng cao nhất hắn dùng giọng ôn nhu nhất nói đừng lo lắng ta dẫn nàng đến nơi thần linh ngủ say để nàng cũng ngủ ở đó nhưng ta không phải là thần chẳng qua chỉ là mấy lão bất tử thôi sao lại nghe giống bình an vậy tiết ngưng cười khẽ một tiếng lý nguyên nói nàng cứ yên tâm đi sắc mặt tiết ngưng suy yếu có chút chần chờ nói tướng công hay là thôi bỏ đi ta không ngủ ở đó nữa nàng sợ mang đến phiền toái cho lý nguyên lý nguyên lừa nàng nói ta đã sớm thương lượng tốt với bọn họ rồi nàng ngoan ngoãn nằm vào là được vì có rất nhiều cái gọi là thần linh nằm ở đó có lẽ nếu thật sự có thể tỉnh lại và được tân sinh ở tân thế giới thương lượng xong rồi gạt người đi tiết ngưng cười nói ta còn không hiểu rõ chàng sao lý nguyên nói lừa nàng ta là chó con gâu tiết ngưng giúp hắn hô lên lão phụ giả bộ đáng yêu như thiếu nữ cũng chỉ xuất hiện ở trước mặt nam nhân này nhưng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn ngay sau đó là một cơn ho khan dữ dội lý nguyên vội vàng đỡ nàng nằm xuống kiểm tra tình trạng thân thể của nàng một hồi, sau đó nói, thả lỏng trong lòng, sẽ không có chuyện gì. Ừm, tiết ngưng ngoan ngoãn đáp lời. Chỉ chốc lát sau, Lý Bình An bị cô do giác tìm được ở trước một ngọn núi sâu. Lý Bình An đang vung trường đao như đang phát tiết, phát ra từng tiếng nổ. Nhưng sau khi phát tiết đủ rồi, cộng thêm được cô do giác khuyên bảo, y liền ái náy gọi giao di, sau đó theo trở về. Lý Nguyên nói rõ nguyên do, liền bắt đầu an bài, sau đó cả nhà rời về phía Tây, đi đến lãnh nguyên của tây cực vĩnh dạ để ẩn náu ngăn chặn những sơ hở có thể xảy ra trong lúc lý nguyên bận rộn ở đây tạ vi lại không quay về thanh lan tiểu trúc khi đến tiểu trúc nàng vén rèm xe lên nhẹ giọng dặn dò vài câu xe ngựa liền tiếp tục đi về phía đông hướng về tạ phủ đến tạ phủ nàng chỉ nói muốn ở nhà một đêm tạ kiến an đành phải đáp ứng đêm đó tạ vi và tạ du tỉ muội tình thâm cho chuyện hồi lâu đương nhiên cuộc nói chuyện này cũng tránh không khỏi nhắc đến phu quân của hai người cho dù là thiên tử khiến người ta ghê tởm nhưng lại được huynh trưởng khen ngợi hay là tên võ si điên cuồng luyện đao kia không hiểu đạo lý đối nhân xử thế động một chút là bế quan tất nhiên đều bị nhắc đến một lúc sau tạ vi lộ ra vẻ mệt mỏi vừa cười vừa vuốt bụng nói có đứa nhỏ này trời chưa tối đã thấy mệt rồi tạ du cười nói vậy tỷ cứ nghỉ ngơi thật tốt đi dứt lời hai người tạm biệt từng người tự mình nghỉ ngơi thời gian chậm rãi trôi qua đêm dần khuya người dần yên tĩnh ngõ hẻm có thể nghe tiếng chó sủa nửa đêm tiếng mõ đã đánh ba tiếng hoàng hậu ngủ trên giường đột nhiên mở mắt một đôi mắt tràn đầy thanh tỉnh trong mắt lại không có dấu vết của buồn ngủ sau khi đứng dậy nàng xỏ đôi giày thêu hoa vào tựa như mèo con thức giấc trong đêm nhẹ nhàng lại nhanh chóng rời khỏi phòng nhanh chóng đi xa nàng là hạc chủ tất cả những nơi mà người khác không thể tiến vào nàng đều có thể tiến vào tất cả những nơi hoàn toàn khép kín đối với người khác nhưng lại mở ra đối với nàng đêm nay nàng sẽ đi một nơi như vậy một lát sau nàng đi tới trước một mật thất hẻo lánh ống tay áo lật một cái diệu thủ lấy ra một cái chìa khóa đồng chìa khóa này chính là chìa khóa của mật thất âm thầm giữ lại lúc kiến tạo mật thất là một chiếc chìa khóa có một không hai ngoại trừ nàng không người nào khác biết rõ lúc này nàng cầm chìa khóa lên đối diện với mật thất này hồi lâu tay phải cầm chìa khóa của nàng có chút run rẩy nên vội vàng dùng tay trái siết chặt lấy cổ tay phải cuộc trò chuyện vừa rồi với tiểu du nhi nàng đã biết thiên tử chưa trở về tây môn cô thành cũng chưa xuất quan mà ban ngày nàng cũng vào phòng lưu trữ hồ sơ của ám vệ nhanh chóng kiểm tra toàn bộ danh sách ra vào tạ phủ thậm chí toàn bộ phủ minh nguyệt lúc thiên tử bị ám sát tất cả những thứ này cùng suy đoán ban đầu của nàng lại trùng hợp một cách khó hiểu tạ vi hít sâu một hơi sau đó đặt chìa khóa xuống nhẹ nhàng gõ cửa mật thất hô lên cô thành là ta tỷ tỷ a không có người đáp lại đây có thể là do tu luyện quá nhập tâm tạ vi lại nói cô thành tỷ có việc gấp ngươi mau mở cửa vẫn không có người đáp lại tạ vi lại khẽ cười nói cô thành vậy vậy tỷ tỷ liền tiến vào nói xong nàng dứt khoát cắm chìa khóa vào cánh cửa xoay nhẹ cơ quan đằng sau cánh cửa xoay chuyển cánh cửa mở đằng sau cửa không có một ai hai con ngươi tạ vi co lại cả người run rẩy nàng hít sâu vài hơi lại nhanh chóng đóng cửa lại khóa kỹ rồi vô thanh vô tức rời đi làm bộ như không có việc gì và nằm lại trên giường sau đó sáng sớm hôm sau liền vội vàng trở về thanh lan tiểu trúc hoàng đô kể từ khi kỳ thú viên bị chia làm ba đã qua hơn một tháng so sánh với thời gian mà diêm nương tử dung hợp với heo liễm y trai dung hợp với rắn rõ ràng nhanh hơn nhiều bài hương giáo vẫn còn rất nhiều người trong đó có hành hài nhanh chóng ra ngoài thành tuyên triệu bành minh y đến ý kiến chủ nhân mới bành minh y là hành hài của kỳ thú viên nhưng bây giờ liễm y trai đã dung hợp với một phần ba của kỳ thú viên Bành Minh Y dĩ nhiên là trở thành hành hài của Liễm Y Trai. Bài hương giáo đã đến 7 lần liên tiếp nhưng lại đều bị Bành Minh Y cự tuyệt. Lý do cự tuyệt rất hợp lý, đó là cần chỉnh đốn u kỵ. Đại chiến ngày đó, u kỵ tán loạn, bây giờ đúng là lúc cần Huỳnh Trạch Yêu và Bành Minh Y xây dựng lại một lần nữa. U kỵ trọng yếu như thế nào, tất cả mọi người đều biết rõ. Không có u kỵ, mọi kế hoạch trọng yếu đều thiếu đi sự bảo đảm. Liễm Y Trai dĩ nhiên cường đại, nhưng nó bị trói buộc tại chỗ chỉ cần xung quanh khu vực đó dựng lên biển cấm vào vậy liễm y trai lập tức không chỗ thi triển bản lĩnh mà chỉ có thể thông qua hành hài với lực lượng bên ngoài để thực hiện mục đích của mình cho nên lý do từ chối gặp mặt của bành minh y rất hợp lý ở một bên khác hai giáo bạch liên hồng liên lại bắt đầu tìm kiếm thiên tử khắp nơi không có thiên tử bọn hắn không có cách nào thuận lợi nắm ngọc kinh trong tay đáng tiếc bọn hắn vẫn chưa tìm được lại một bên kia vào thời điểm kỳ thú viên xảy ra chuyện liên giáo đã cấp tốc trở về tra xét rốt cuộc không ai hiểu được rõ ràng đã nắm chắc phần thắng trong tay đại cục đã định nhưng tại sao lại đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tại sao chỉ một phần ba kỳ thú viên được hấp thu hành hài của liên giáo có được rất nhiều đạo cụ thiên lý nhất tuyến chính là một trong số đó những đạo cụ như thiên lý nhất tuyến mặc dù chân quý đắt đỏ nhưng trong mấy năm này liên giáo và hành hài thông qua người sống kiếm được số lớn quỷ tiền cũng có thể tự mình đi vào cực lạc viên ở miên châu đạo mua thêm Số lượng không nhiều, nhưng cũng không phải chỉ có một. Chỉ tiếc, khi hành hài của Liên giáo xuất hiện ở Nam địa, mới phát hiện phố quỷ của Nam địa đã hỗn loạn. Căn bản là không có cách nào điều tra, nhưng mà, ở bên ngoài phố quỷ lại vẫn là địa bàn của Liên giáo. Số lượng lớn đệ tử và trưởng lão Liên giáo tập hợp ở đây. Hành hài của Liên giáo vận dụng thiên lý nhất tuyến để trao đổi tình báo giữa hai bên. Từ từ, Liên giáo cuối cùng cũng tụ tập được một nhóm tàn binh từ phố quỷ. Những tàn binh này đều là cường giả ẩn náu trong trung phủ. Tàn binh hành hài phối hợp vững chắc với đệ tử liên giáo, bắt đầu liên hợp điều tra. Sau đó mãi đến lúc này, bọn hắn cuối cùng mới xác định được một chuyện, một việc không thể tưởng tượng, khó có thể nghĩ ra. Vào giờ phút này, trên sườn núi cao trong ngọn núi sâu, một đám thân ảnh trùng liên bảo đang đứng lặng nhìn về nơi xa. Liên bảo phe phẩy, nhưng lại có cảm giác u ám ở khu vực khá yên tĩnh này. Trong tầm mắt của bọn hắn, phản chiếu vào một khu kiến trúc quái dị, vô cùng to lớn, cuộn tròn ở trong chỗ sâu. Thế nhưng Rõ ràng ở đây vốn là có cái thôn cổ đáng sợ, sương mù mông lung, mơ hồ có thể nghe được lời nói mê sảng, lời khước từ, cự xà bơi lội, tiếng heo ngáy và các tiếng vang quái dị khác. Nhưng mà, cái cổ thôn xem như cấm kỵ kia đã biến mất, thay vào đó chính là một phiên chợ trắng pha đen tọa lạc trên núi băng. Âm khí vặn vẹo như cây rong của biển sâu, như khói đốt trong gió, quanh co khúc khuỷu. Âm khí khổng lồ, chứng minh nơi này cũng là cấm địa tuyệt vực, cái phiên chợ này lặng yên tọa lạc mà ở các chỗ rẽ của kiến trúc này khắp nơi còn treo không ít lồng sắt trong lồng trống trơn cũng không biết là chứa cái gì đây là quỷ vực mới có một trưởng lão của liên giáo mới chạy tới quả thực không dám tin vào hai mắt của mình một nửa còn lại của kỳ thú viên đâu đi đâu rồi ở bên cạnh một nam tử cả người trùng trong liên bảo đen nhánh đột nhiên lãnh đạm nói bị diêm quân nuốt diêm quân không có trưởng lão nào lạ lẫm với danh tự này chỉ là dường như diêm quân đã biến mất cực kỳ lâu dựa theo tình báo rất có thể diêm quân xuất hiện ở vùng hoang vu phía tây bởi vì khoảng cách xa xôi lại không có cách nào nhắm vào cho nên liên giáo không để ý tới nàng nữa nhưng mà không ai có thể quên diêm quân lúc này hành hài của hắc liên giáo đang nói chuyện tên là dư ôn hắn tiếp tục nói diêm quân nàng vốn chỉ có một tiệm tạp hóa ở phố quỷ nhiều lắm là cùng cấp với tiệm hoa nhưng bây giờ đã tồn tại cùng một cấp bậc với kỳ thú viên nàng rất có thể là người sống biến thành ác quỷ kết quả điều tra này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc xuống thậm chí cảm thấy một tia sợ hãi quỷ vực khủng bố như liễm y trai kỳ thú viên cũng không có cách nào đạt được trí tuệ như vậy chúng nhiều lắm là sáng chế ra ngọc hài sau đó thông qua nhân loại để giúp nó hoàn thành một ít chuyện nếu nói về trí tuệ những ác quỷ thức tỉnh linh trí kia trong liễm y trai kỳ thú viên có thể nói là đưa trẻ đần độn trong nhân loại chẳng qua lúc vận dụng quy tắc giết người lại lộ ra vẻ cực kỳ xảo trá về phần đối với đại cục đối với đủ loại sự vụ cần phán đoán chúng lại hoàn toàn không thể càng đừng nói loại hành động nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngư ông đắc lợi này. Diêm Quân hẳn cũng là Ngọc Hải a. Đột nhiên một trưởng lão liên giáo nói. Dư ôn không nói chuyện nữ tử mặc áo trắng ở một bên với vẻ mặt điên cuồng nói Diêm Quân không phải Ngọc Hải. Trưởng lão kia hỏi vì sao nữ tử bạch y này đã từng là bạn cùng phòng của Bàng Nguyên Hoa cũng tức là nữ tử họ Long nữ tử này họ Long tên Cô Mộng nàng tuy là hành hải nhưng vẫn luôn điệu thấp và ẩn giấu trong ngũ phẩm, cho nên thọ nguyên chưa hết. Lúc này, nàng nhìn lướt qua trưởng lão vừa nói ra, nói, cô trưởng lão, nếu ngươi biết Diêm Quân đã làm những chuyện gì ở phố quỷ này, nàng hiểu. Nàng sẽ không bao giờ dùng vô số hài tử để tạo ngọc hài, trưởng lão kia khẽ nhíu mày. Long cô mộng nói, nàng ở phố quỷ cũng hưởng thụ được chỗ tốt lúc ấy, chỉ tiếc. Nàng hưởng thụ không nhiều như những quỷ điếm khác. Đơn giản là vì có ít người, nàng không giết. Người tốt, nàng không giết, ngược lại sẽ âm thầm cứu trong chúng ta về sau còn có rất nhiều người từng được nàng cứu những người kia nói chi tiết tình huống cho chúng ta biết trưởng lão kia lại nói như thế càng đáng sợ hơn nếu như một ác quỷ có được trí tuệ của con người đồng thời âm thầm chờ đợi thời cơ mà chúng ta không hề phát giác để đến đúng thời khắc đó hung ác nhào ra thủ đoạn như vậy coi như trong chúng ta cũng có thể xem như kiêu hùng huống chi là ác quỷ hắn đã không cách nào tưởng tượng cũng khó nói ra Long Cô Mộng tiếp tục nói, ngày đó, phố quỷ đột nhiên lao ra một nhóm hành hài, những hành hài kia giết hành hài của chúng ta gần như sạch sẽ, không giết hết cũng bị còng tay ra người trói đi. Những hành hài này đều là người của nàng, một tên trưởng lão khác thất thanh nói, ngươi là nói. Nàng còn gây dựng thế lực của mình. Đúng, Long Cô Mộng nói. Một chữ rơi xuống, ai nấy trên vách núi đều trầm mặc. Mọi người nhìn quỷ vực đen trắng ở xa kia, một cỗ cảm giác bất lực to lớn nổi lên trong lòng cục diện này hoàn toàn không thể tháo gỡ một ác quỷ đứng trên đỉnh kim tự tháp bất tử bất diệt vốn đã cực độ khủng bố huống chi nàng còn có trí tuệ tất cả mọi người không biết phải làm sao đột nhiên trong mắt một vị trưởng lão liên giáo lóe lên ánh sáng yếu ớt sau đó hỏi diêm quân đã là từ người hóa ác quỷ như vậy lúc nàng là người đó là ai dứt lời tất cả mọi người nhìn nhau đều lắc lắc đầu lại một tên trưởng lão nói không bằng chúng ta đi hỏi một chút đồng thời ban thưởng cực lớn dưới sự trọng thưởng tất có tin báo đám người sôi nổi gật đầu mấy ngày sau nam địa tại địa điểm tụ tập mới của tàn binh hành hài của liên giáo và bái hương giáo dư ôn đang nghỉ ngơi tại chỗ đột nhiên bên ngoài có động tĩnh mơ hồ nghe được có người đang nói nếu như có người có thể cung cấp tình báo liên quan tới diêm quân thì có thể nhận được đãi ngộ ngang bằng với trưởng lão liên giáo việc này thế nhưng là thật sao dư ôn đi ra nhìn qua lại thấy đúng là một hành hài quen thuộc cái hành hài này chính là người tốt từng được diêm quân cứu hắn đi lên phía trước nói tất nhiên là thật dứt lời hắn gọi tới mấy vị trưởng lão của liên giáo đồng thời trực tiếp lấy ra lệnh bài khách khanh trưởng lão đập một tiếng ba trên bàn ta nhớ ngươi tên là các chính do nếu ngươi có thể cung cấp được tin tức có ích liên quan đến diêm quân lệnh bài này là của ngươi các chính do nhìn lướt qua lệnh bài kia trong mắt xẹt qua sự tham lam sau đó nói nếu như ta có thể cung cấp bộ dáng chân chính của diêm quân có tính hay không bộ dáng thật của diêm quân trong mắt đám trưởng lão lộ ra sự vui mừng bộ dáng của diêm quân vẫn là một bí ẩn bởi vì từ trước đến nay nàng bị bao phủ ở bên trong xương xám không ai thấy được các chính do nói đó là thật lâu trước kia diêm quân từng tới gần ta tặng quỷ tiền cho ta để ta mua đạo cụ ác quỷ nhờ thế ta mới được cứu sau đó để ta rời khỏi phố quỷ mà lần đó ta vô ý nhìn thấy bộ dáng của diêm quân sau đó ta tự mình suy nghĩ một chút diêm quân chắc là vừa mở cửa tiệm không bao lâu cho nên chưa có nắm rõ mọi tình tiết trong tay sau một hồi giải thích này trực tiếp khiến một vị trưởng lão nói thôi ngươi chỉ cần vẽ ra là ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ như chúng ta nhưng một bên khác long cô mộng đột nhiên nói diêm quân cứu ngươi nhưng vì sao ngươi lại bán đứng nàng các chính do hừ cười nói nàng cứu ta bởi vì khi đó ta hiếu kính với mẫu thân bây giờ mẫu thân của ta đã qua đời điều ta theo đuổi là sức mạnh cường đại cho nên ta cần tài nguyên long cô mộng cau mày nói thế nhưng nàng vẫn là ân nhân cứu mạng của người các chính do cười hắc hắc lại hành lễ nói vị đại nhân này ngài nói sai rồi nó không phải là ân nhân cứu mạng nó chỉ là một con ác quỷ ác quỷ giết người vô số cho dù chúng ngẫu nhiên làm chút việc thiện nhưng cuối cùng vẫn là ác quỷ ta được nó cứu đây là phúc báo ngày thường của ta cũng là do vận khí của ta tốt vừa vặn đụng vào luật của nó đây sao có thể nói là nó cứu mạng ta đâu nói rất hay dư ôn đột nhiên vỗ tay nói quỷ chính là quỷ Chúng chỉ là làm việc theo quy tắc, cho dù là Diêm quân cũng không ngoại lệ. Nói xong, hắn lại nhìn lướt qua Long Cô Mộng. Đáy lòng của Long Cô Mộng không khỏi dâng lên một chút ưu tư, nàng còn muốn nói điều gì, lại bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo lưng. Đó là một nam nhân mặc hồng bào, chính là chủ nhân ban đầu của Trung phủ, Trung Quỷ. Lúc này Long Cô Mộng mới lui ra. Sau đó, cái hành hài tên là Các Chính Do kia lại lấy bút. Hắn từng đọc sách, kỹ thuật vẽ tranh cũng được, một lát sau trên trang giấy xuất hiện một nữ tử dịu dàng và đoan trang nhưng sắc mặt lại tái nhợt các chính do để bút xuống nhìn chằm chằm bức tranh trái xem phải nhìn có chút thỏa mãn mà gật gật đầu sau đó chắp tay thì lễ nói chính là trông thế này trong nháy mắt tất cả mọi người bất kể là thân phận địa vị nào đều vây lại xem nhìn xem bức tranh này diêm quân thì ra là bộ dáng như vậy người nhìn thấy rõ nhau nhau cảm khái người này làm gì giống ác quỷ rõ ràng là tiểu nương tử xinh đẹp động lòng người các chính do ở bên cạnh nói Ta đoán nó khá may mắn, nếu không chỉ là một nữ tử bình thường, cũng còn lâu mới bằng những chư vị đại nhân ngồi ở đây, các đại nhân chỉ cần phất phất tay là có thể gọi tới rất nhiều nữ nhân như vậy. Hắn đang vuốt mông ngựa. Mà ở một bên, trưởng lão lấy lệnh bài ra, giao cho hắn. Các chính do vội vàng quỳ gối, luôn miệng nói cảm ơn. Một bên, Long cô mộng đột nhiên ngẩng đầu, nhưng mà lại bị bàn tay phía sau nàng nhẹ nhàng lôi kéo. Lúc này, một gã trưởng lão liên giáo cất giọng nói, người đâu? Mời họa sĩ tới Ta muốn công khai bức họa này Bất kỳ người nào có thể cung cấp tin tức về thân phận của nàng Chính là cung phụng của liên giáo ta Đợi đến khi tan họp Long cô mộng hung hăng nhìn về phía Trung Quỳ Nói tại sao lại kéo ta Trung Quỳ nhìn nàng Đột nhiên khẽ thở dài nói Ngươi nha lời nói như vậy Vẫn là trực tiếp đem về phán quan ti thôi Hai người ở chung đã lâu Cũng hiểu rõ tính nết của nhau Long cô mộng nói sao riêng quân lại cứu Phải đồ lòng lang dạ sói ta muốn móc trái tim của hắn ra xem là đỏ hay là đen trung quỳ nói đừng nóng vội tạm thời cứ chờ ta tin ở nam điện này hành hài như ta và ngươi cũng không phải số ít diêm quân thưởng thiện phạt ác chính là từng nhà lập tượng thần xem như là thần mà đốt hương sùng bái như vậy là đủ rồi long cô mộng nói vậy bây giờ chúng ta nên làm gì trung quỳ nói chờ chờ cái gì ngươi thật sự hiểu rõ diêm quân của hiện tại sao lỡ như nàng đã thay đổi rồi thì sao hiểu rồi Ba ngày sau, bức họa được truyền đi như bông tuyết bay tán loạn. Trên bức tranh này đều là cùng một người. Một nữ nhân, một nữ nhân dịu dàng. Mà bất kỳ người nào có thể cung cấp thông tin về thân phận của nữ nhân này đều có thể đạt được trọng thưởng. Nếu có thể cung cấp thông tin rõ ràng, còn có thể hưởng được đãi ngộ do liên giáo cung cấp. Những bức họa này đầu tiên là được phân phát cho các đệ tử của liên giáo và các trưởng lão đóng quân ở những nơi khác để phân biệt. Khi bức họa này rơi vào trong tay một vị trưởng lão ngũ phẩm mới trở về từ Bắc Địa, thân thể người nọ run rẩy. Đây là một nam tử khuôn mặt dữ tợn, đã không thấy được bộ dáng ban đầu, bởi vì dung mạo của hắn đã sớm bị hủy. Trong đôi mắt nam nhân đổ đầy tang thương, đang dõi theo bức họa kia. Hắn là Phương Kiếm Long, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đạt được tư cách Hồng Liên Tẩy Tủy, đổi ảnh cốt trong thống khổ cực độ, sau đó lại cắn răng, điên cuồng tu hành, rồi đột phá ngũ phẩm. Lại sau nữa, trong trận chiến tiêu diệt Thánh Hỏa Cung ở trên Hãn Châu đạo lúc trước, hắn một đường đuổi giết Chu Nộ Dương, tự tay chém giết kẻ thù kia, sau đó gặp được thê tử cũ của hắn, Chu Sảo Nhi. Chu Sảo Nhi đã sớm làm vợ người ta, thậm chí bên cạnh còn có hài Tử. từng cảnh tượng hiện lên trong đầu hắn, cỏ hoang không ngớt, trên đất thì hải khắp nơi. Phương Kiếm Long hai tay nhuốm máu, hắn thừa dịp hỗn loạn giết chết Chu Nộ Dương đang bị thương, sau đó đi tới trước xe ngựa, tiện tay kéo lên cửa xe, lại nhìn về người ở phía sau cửa. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Chu Sảo Nhi ôm đứa nhỏ sợ hãi, nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong chỉ là phương kiếm long không ra tay hắn khàn giọng nói một câu ta biết ngươi không dễ dàng ngươi đợi ta rất nhiều năm rồi nhưng thọ nguyên của ngươi có hạn hết thảy của ngươi đều là chu nộ dương cho ngươi không thể không thành hôn để lưu lại con nối dõi ngươi đi đi ta không giết ngươi chu xảo nhi kinh ngạc mở mắt nước mắt không ngừng chảy xuống mấy năm nay nàng buồn bực không vui như sống trong địa ngục sự tình năm đó càng ngày càng rõ ràng nàng nhận thức được nàng sai nếu không phải là nàng khăng khăng trở về hai người cũng sẽ không bị bắt là ta có lỗi với ngươi ngươi báo thủ là việc nên làm chu xảo nhi sầu thảm nói đi thôi phương kiếm long nhắm mắt chậm rãi lắc lắc đầu tiếp theo đó chu xảo nhi đột nhiên rút kiếm muốn tự vẫn nhưng phương kiếm long búng tay một cái đánh rơi thanh kiếm sau đó chỉ vào đường nhỏ nói con đường này không có truy bình kiếm long thật xin lỗi thật xin lỗi nếu có kiếp sau a à, chu xảo nhi mặt đầy nước mắt đi thôi phương kiếm long không nói thêm gì nữa hắn báo thù xong nhưng trong lòng lại càng mờ mịt mạch suy nghĩ quay lại hắn nhìn bức họa ký ức cổ xưa đảo lộn trong đầu hắn nhận ra đây là thê tử của vị huyết đao lão tổ kia mà huyết đao lão tổ chính là lý sư lý sư nào phương kiếm long yên lặng trả bức tranh về nói với đệ tử chờ hồi đáp kia không nhận ra mấy ngày sau liên giáo không nhận được tin tức từ chỗ đệ tử liền bất đắc dĩ phát bức họa cho người ở các thôn phường đặc biệt là huyện sơn bảo nếu trước đây quỷ vực của diêm quân đã ở bên cạnh huyết đao môn như vậy nàng rất có thể cũng là người nơi này cái logic này rất chính xác mấy ngày sau một bà lão ở phường tiểu mặc cầm lấy bức họa nói đây không phải là diêm nương tử sao lúc trước nàng ở phường này sau khi nam nhân phát đạt nàng đi theo người đó hưởng thụ những ngày tốt lành về sau lại nghe nói là mất tích diêm nương tử đệ tử sáng mắt lên hỏi như bắt được trọng điểm diêm quân diêm nương tử lập tức liên giáo đưa cho bà lão không ít tiền tiếp tục bới móc tin tức. Người của phường Tiểu mặc đều nghèo quen rồi, chưa từng nhìn thấy nhiều tiền đến vậy. Còn chuyện cung phụ, liên giáo cũng không đề cập tới. Dưới lợi dụng của tiền, dưới tình huống toàn bộ liên giáo đều phải điều tra, thân phận thần bí của Diêm Quân từng chút từng chút bị bóc ra. Mà thân phận của một người khác cũng chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối, Lý Nguyên, huyết đao lão tổ, Lý Sư, người truyền bá truyền thừa vấn đao cùng. Rất nhanh lại có người nghĩ tới việc mất tích từng xảy ra ở Minh Châu Đạo. Thôi hoa âm, cô giao giác cảnh thủy hương lý bình an thậm chí là vợ con của lý bình an bất kỳ người sáng suốt nào cũng có thể nhìn ra đây căn bản không phải thiên tử gây nên như vậy có thể tồn tại một khả năng khác hay không những người này đều là bị lý nguyên đón đi chân tướng này thật đáng sợ nhưng chuyện tới nước này cũng không thể không tiếp tục liên giáo bắt đầu treo giải thưởng truy tìm tung tích của lý nguyên nhưng bọn họ lại không biết giờ phút này đang có hai đôi mắt an tĩnh nhìn chằm chằm bọn họ trong bóng tối một cái là diêm nương tử còn có cái còn lại là tô mộc thần đã biến mất sau trận chiến ở ngọc kinh vị nam nhân áo vải đầu đội vòng hoa tay chống gậy kia nghe được những tin tức này cũng khẽ mỉm cười sau đó cảm khái ra một câu không ngờ mảnh đất cần cỗi này lại có thể thay ngén ra thiên tài như vậy không hổ là cha của một thiên tài khác như thế nói không chừng ta và hắn còn có chút duyên phận dù thế nào chắc là không phải huyết thống ngàn năm trước chứ hay hoặc là người nam đó thất lạc ở trên mảnh đất này chưa kịp rời đi. Nếu không, vì sao trong cơ thể nhi tử của hắn lại chảy bản nguyên chi huyết giống ta? Tô Mộc Thần tựa như là thần long, thấy đầu không thấy đuôi, lúc này đi lại trong núi hoang, căn bản không ai có thể dò xét hắn. Hắn thu hồi một quải, khom lưng khom người, vốc lên một nắm nước trong ở sơn tuyền trong núi tiểu mặc, uống cạn. Kỳ thực, ta cũng đang chờ đợi âm dương đại đồng. Chưa chắc phải giúp liễm y trai dung hợp kỳ thú viên, hoặc là nói dung hợp vị diêm quân này. Đổi một góc độ khác, ta giúp Diêm Quân lớn mạnh, giúp nàng đi dung hợp Liễm Y Trai, cũng giống như nhau. Chỉ có điều, lúc này chưa phải là lúc gặp mặt. Bây giờ Nam Bắc lại một lần nữa chia cắt, mà thôi, mà thôi, ta lại đi phương Tây một chuyến nữa, đi xem vị thiên tài chảy cùng huyết mạch của ta kia như thế nào. Dứt lời, Tô Mộc Thần cười đứng dậy, sải bước hướng xa mà đi, hắn biết rõ Lý Bình An đi phương Tây, bởi vì hắn vẫn luôn yên lặng quan sát Lý Bình An, cũng là hắc thủ sau màn của thần Mộc Điện. Thực lực của hắn khủng bố dĩ nhiên không phải cô tuyết kiến thanh hãn thành có thể nhận ra được ngay cả lý nguyên cũng không thể phát hiện nhưng hắn hiếu kỳ hiếu kỳ tại sao trên mặt đất cằn cỗi này lại còn có thể sinh ra thiếu niên có huyết mạch giống hắn cho nên mới quan sát lý bình an ở một mức độ nào đó lý bình an và hắn cũng là huyết mạch tương liên cho nên y có thể cảm nhận được sự theo dõi của hắn lúc này tô mộc thần ngẩng đầu chống gậy cũng không thi triển thần thông gì để lên đường bởi vì trên mảnh đất này hắn như bị bài xích ngay cả cất cánh cũng không làm được thế nhưng trong mắt hắn lóe ra quang mang kiên nghị âm dương đại đồng bắt buộc phải làm phương tây phương đông trời đất sáng sủa phương tây lại là băng tuyết ngập trời lý nguyên lại một lần nữa đứng ở tận cùng thế giới này hắn có trí nhớ tốt cho nên hắn luôn nhớ vị trí tận cùng thế giới ở chỗ đó có thể thăm lại chốn xưa đồng tử hắn co rút lại bởi vì tận cùng thế giới đã di chuyển về phía đông Điều này có nghĩa là phạm vi của Lãnh Nguyên Hắc Ám đang trở nên lớn hơn. Mà đằng sau điều này đại biểu cho cái gì, Lý Nguyên cũng không biết rõ. Làm sao vậy, lão gia? Mỹ phụ chân dài thông minh chú ý tới động tĩnh của Lý Nguyên. Lý Nguyên nhẹ giọng nói, thế giới này đang phát sinh biến hóa cực lớn. Đó là biến hóa gì vậy? Không biết. Dứt lời, Lý Nguyên chỉ vào ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, nói lại suy nghĩ của hắn. Nơi này đều là người trong nhà, hắn cũng không giấu giếm. Dứt lời, mọi người ngươi một câu ta một câu có lẽ là vị trí ánh sáng mặt trời lệch đi cùng với đây có lẽ là bình thường bầu không khí trở nên náo nhiệt mà bên trong khôi lỗi khiêng liễn tiết ngưng tóc hoa dâm đang nhắm mắt ngủ ở trong chăn đệm chăn đệm dù dày nhưng nơi này cực lạnh lý nguyên lên liễn lấy thân thể của mình sưởi ấm cho tiết ngưng lão phụ và thiếu niên thấy thế nào cũng không hợp nhưng lúc này lại dựa sát vào nhau mà trong chốc lát tóc thiếu niên chuyển bạc đồng dạng trở nên tang thương tiết ngưng tất nhiên biết rõ nguyên nhân lúc này chỉ là cười vuốt ve khuôn mặt của hắn lý nguyên hỏi xấu không tiết ngưng nhẹ nhàng thở dài một tiếng không nói lời nào vài giây sau khi đoàn xe này di chuyển vào lãnh nguyên cách đó không xa có từng bầy sói lớn lao nhanh mà đến bụi tuyết bay múa cầm đầu là thiếu niên tóc dài như bờm sư tử cùng vũ sau lưng đeo một thanh búa lớn màu hoàng kim lóe ra rực rỡ y ngồi trên cự lang phía sau đều là mãnh sĩ mình trần người tới chính là man vương chân viêm hoàng y cất giọng quát khách quý đường môn đường xa mà đến mời âm thanh đè xuống gió tuyết, y không gọi cha, bởi vì cha nói cho y biết, trên mảnh đất này chỉ có thể có một vương. Thật ra y hy vọng cha làm vương này, nhưng cha đã già rồi. Y tự mình đi đến trước khôi lỗi nhắc liễn, rèm xốc lên, lộ ra bộ dáng một đôi lão nhân. Tích ngưng tò mò nhìn thiếu niên cường tráng và giống quái vật này, lễ phép nói, làm phiền man vương rồi. Man vương nhìn chầm chầm nàng, lại rời ánh mắt nóng rực sang người Lý Nguyên. Lý Nguyên mỉm cười gật đầu với y. Man vương như được cổ vũ cực lớn, y buông rèm xuống phát ra tiếng gầm rú rung trời các huynh đệ theo ta nghênh đón khách quý hồi doanh một đám băng man cường đại cũng giống lên theo trong liễn tiết ngưng cười nói có tinh thần thật đấy hắn bao nhiêu tuổi rồi lý nguyên nói 11. tiết ngưng trong lúc hai người đang nói chuyện đột nhiên nghe bên ngoài liễn truyền đến động tĩnh lý nguyên thoáng vén rèm lên lại nhìn lý bình an ngăn ở trước mặt chân viêm hoàng ngạo nghễ nói luyện tập một chút chân viêm hoàng đã đến đây nghênh đón tự nhiên cũng từ chỗ vương mẫu biết được gia đình của cha mình, cũng biết vị này là ca ca trên danh nghĩa của y. Vì thế, y lắc lắc cổ, nói, đến, Lý Bình An thân hình thoát một cái. Thoáng hiện ra từng đạo tàn ảnh, đang định ra tay, lại nhìn man vương ở đối diện như hoàng kim sư tử oanh một tiếng, chấn động khắp bầu trời, xương tuyết bay lên. Búa lớn bổ sau mà đến trước, trực tiếp đánh lên trên chân thân của hắn. Lý Bình An vội vàng nâng đao đón đỡ, nhưng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng lớn khó có thể tưởng tượng bao trùm quanh thân gan bàn tay của hắn tê dần hẳn là rách ra máu tươi mà cả người hắn thì bị lực đánh bay phanh một cái hóa thành sao băng đi xa chân viêm hoàng y nhớ vương mẫu từng nói với y vị huynh đệ này chính là một thiên tài cho nên y mới dùng một chút khí lực trong liễn tiết ngưng nhìn thấy hết thảy nhưng không lo lắng nàng nở nụ cười sau đó nói đứa nhỏ bình an này cuối cùng cũng có thể gặp trở ngại rồi vậy chàng đã nói với bình an chưa năm nay man vương mới 11 tuổi tất nhiên là nói rồi tuyết ngưng nở nụ cười nếp nhăn ở khóe mắt cũng giản ra thấy nhi tử bị ngược nhưng nàng chẳng những không khó chịu không tức giận mà còn vui vẻ là đằng khác lý nguyên hiểu ý nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng khẽ nói ta biết nàng lo cho bình an nhưng nàng yên tâm ta sẽ dạy bảo nó chàng ấy hả vẫn là làm chuyện của chàng đi thôi con nó cũng đã ba mươi rồi còn dạy cái gì nữa chứ tích ngưng khẽ nói nàng hơi tựa vào vai nam nhân trong lúc hai người nói chuyện lâu liễn ở trong vòng bảo hộ của cự lang kỵ sĩ mà đi về chỗ sâu tuyết rơi dày lúc sau đoàn người lại xếp thành một hàng dài dần dần tất cả mọi người đều vượt qua tận cùng thế giới đi vào trong gió tuyết của vĩnh dạ bầu trời tối rồi tuyết ngưng nhẹ giọng nỉ non nhìn ra bên ngoài nơi này đưa tay không thấy năm ngón thậm chí nàng còn không thể nhìn thấy cửa sổ lâu liễn chỉ có xúc giác và thính giác là đang phát huy tác dụng tuyết lớn lạnh lẽo oanh loạn trong đêm đen kịt tiếng gió gào thét tựa như cự mãng vô hình bơi qua lãnh nguyên bên cạnh trần thế nàng chỉ là phàm nhân đối với nàng nói hoàn cảnh như vậy là địa ngục cũng không quá đáng nhưng nhi tử và tướng công của nàng lại ở đây ngay cả địa ngục nàng cũng không sợ bên ngoài liễn truyền lại thanh âm đáp trả của lý bình an ôn ao hỗn tạp nói như là hảo thủ đoạn lại đến man vương tuy nhỏ nhưng qua chiêu vừa rồi y đã đánh giá được vị huynh trưởng này cho nên y không có hứng thú tiếp tục ra tay nữa thái dương thần mẫu không chúc phúc cho vị huynh trưởng này chỉ yêu một mình y, như vậy, huynh trưởng yếu một chút cũng là chuyện bình thường. Nếu so tuổi tác, Man Vương nhỏ hơn Lý Bình An chừng 20 tuổi, nhưng nếu so giết người, Man Vương lại hơn rất nhiều so với Lý Bình An. Lý Bình An cùng lắm là chấp hành nhiệm vụ giết người, mà Man Vương lại ở trong đêm sinh tử. Ở trong tuyệt cảnh chân chính, dùng tàn bạo, máu tươi và hài cốt để xây nên một cái bảo tọa thông tới ngôi vương. Nhưng mà, Lý Bình An tất nhiên rất không phục, chỉ cảm thấy vừa rồi là hắn chưa chuẩn bị tốt. Thẳng đến khi Lý Nguyên ở trong liễn nhẹ giọng nói một câu mẹ con cần nghỉ ngơi, Lý Bình An mới dừng động tác lại, sau đó đi đến bên liễn, cũng không lên cự lang mà Man Vương đã chuẩn bị cho hắn. Thua cho đệ đệ 11 tuổi, hắn không thể nào chấp nhận được. Một đoàn người cứ như vậy nhanh chóng tiến sâu vào lãnh nguyên, đến hôm sau đã đi qua chân viêm thị tộc nhưng lại không đi vào. Man Vương dục cự lang đến bên cạnh lâu liễn, nhẹ giọng nói: "Khách quý, nếu muốn ở lâu thì bây giờ Bạch Lộc thị tộc là nơi định cư tốt nhất." "Được, tất cả nghe Man Vương an bài." Lý Nguyên không hề hỏi câu nào về sự thay đổi đột ngột này. Nghe được thanh âm của Lý Nguyên, Man Vương cũng rất vui vẻ, y hạ giọng nói, chân viêm thị tộc, nhiều người mắt tạp. Bởi vì di chuyển và dung hợp cho nên Bạch Lộc thị tộc gần như hoàn toàn trống không, cũng không có liên hệ với bên ngoài. Hơn nữa, Bạch Lộc thị tộc ở sâu trong lãnh nguyên. Bất luận kẻ nào muốn đi vào nơi này, đều không thể tránh bầy sói tuần tra của ta. Có lòng, Lý Nguyên dịu dàng nói, hắn ái náy lớn nhất với nhi tử trước mặt. Man Vương dừng một chút, y luôn cảm thấy y cùng phụ thân hẳn là nên nói thêm một chút nữa thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra nên nói thêm cái gì kiểu cảm giác như rõ ràng nên thân cận nhưng lại không biết làm sao để thân cận lại tựa hồ lại khó thân cận làm cho lòng y như bị nghẹn khó hiểu y vô số lần nghĩ tới phụ thân nghĩ tới phụ thân nắm lấy tay của y nghĩ đến phụ thân dạy y tu hành nghĩ phụ thân dạy y cưỡi sói nghĩ tới phụ thân cùng y làm rất nhiều chuyện nhưng mà tất cả đều nghĩ như vậy mà thôi khi hiện thực đến trước mặt y mới phát hiện điều y mong đợi kỳ thật căn bản không có tồn tại cũng sẽ không nên tồn tại đi đây là sự tinh tế duy nhất dưới sự thô bạo của man vương chát y đột nhiên vỗ mạnh đầu sói lương đeo hoàng kim cự phủ ngẩng đầu đi về phía trước xa xa dẫn đầu tóc đen giống như lông bờm hùng sư mãnh liệt mà động tuyết bị gió thổi khỏi người lại hiện lên sương mù mỏng manh y uy phong dẫn các dũng sĩ dưới trướng rong rủi trong băng tuyết và bóng tối lại qua hai ngày xa xa xuất hiện hỏa như hạt đậu hỏa dần dần lớn lên dần dần rõ ràng ánh sáng và sự ấm áp cũng nhanh chóng trở lại đến rồi man vương dừng lại một chút lý nguyên nhìn ngọn lửa bên ngoài liễn lại đột nhiên sửng sốt bởi vì màu của hỏa tựa hồ sinh ra một tia biến hóa cực kỳ nhỏ người khác có lẽ không thể phát hiện ra sự thay đổi này nhưng với tư cách là hỏa di động hắn lại có thể cảm nhận được hỏa của bạch lộc thị tộc từ màu đỏ ban đầu bị khô đi đôi chút hơn nữa nhiệt độ và năng lượng đều tăng lên một chút lý nguyên đột nhiên nhớ tới tận cùng thế giới di chuyển về phía đông hắn híp híp mắt không nói gì sau đó tùy ý man vương an bài hiện tại không phải lúc quan tâm đến chuyện này hắn phải tập trung vào chuyện đưa tích ngưng vào thần linh mộ địa rất nhanh man vương dẫn mọi người phân biệt vào ở lều trại ở nơi này lại an bài một ít thị nữ người hầu tới đây những thị nữ này phần lớn là hậu duệ của tội thần chủ yếu là tộc nhân đồng nhung bị liên lụy bởi phản loạn lúc trước vương sẽ không khoan dung tội lỗi của bọn họ bất kỳ sai lầm nào cũng phải chịu trừng phạt những thị nữ và người hầu này cũng không dám lỗ mãng các nàng sớm đã bị sự tàn bạo của man vương dọa sợ rồi cả nhà lý nguyên từ thôi hoa âm cảnh thủy hương cô giao giác tiểu thánh đường niên đến mai lan trúc cúc thậm chí là hơn trăm băng man không kém man vương bao nhiêu cùng với những cha mẹ băng man này đều vào ở đây cái này giống như chuyển tới toàn bộ trang viên thần hy cộng thêm đường niên về phần đường môn thì được đường niên truyền cho đường linh hôm nay nàng có thể chuyên tâm nghiên cứu khôi lỗi của nàng bạch lộc thị tộc rộn ràng nhôn nháo ngoài ra còn lại là lang kỵ vây quanh tuần tra chung quanh lý nguyên ngồi ở trước giường nhìn nữ tử suy yếu trên giường lại quét mắt nhìn ánh lửa dịu dàng chiếu lên lều vải bằng da nâu ấm áp đang từ bên ngoài truyền vào khiến cho trong lều như là mùa xuân hắn ôn hòa nói nơi này sáng rồi tiết tỷ trước tiên nàng cứ nghỉ ngơi hai ba đêm đi chờ tinh thần ổn hơn ta sẽ dẫn nàng đến đó tiết ngưng dịu dàng đáp được đang nói chuyện ngoài lều truyền đến tiếng bình của man vương khách quý có thời gian không lý nguyên nói man vương mời vào rèm vải được vén lên một nam tử bước vào thân cao sấp xỉ trượng cơ bắp săn chắc hai mắt tựa như ngôi sao sát khí cuồn cuộn quanh thân sau đó y hơi lộ vẻ câu nệ đứng ở trước mặt lý nguyên y lại nhìn lướt qua lão phụ trên giường rồi thu hồi tầm mắt lý nguyên chỉ chỉ bàn trà bên cạnh nói ngồi đi man vương nghe lời ngồi xuống lý nguyên trực tiếp ngồi xuống đối diện y môi nhu động muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện thật sự rất khó mở lời bình thường hỏi han ân cần, hỏi vài câu có sống ổn không. Đã không thích hợp với trường hợp hiện tại, Man Vương cũng như thế, hai người trầm mặc không nói lời nào. Lý Nguyên suy nghĩ một chút, chủ động phá vỡ an tĩnh nói, cửu dương chân kinh luyện thế nào. Man Vương nói, cửu dương khải thái đã luyện thành, lực lượng này tựa như là được làm cho ta. Phụ thân không hổ là trưởng tử mà thần mẫu dùng ái nhất, mang đến tất cả lực lượng thích hợp với cửu diễm. Lý Nguyên nhìn lướt qua 3952 đến 21.600 bên người Man Vương, mỉm cười nói, hai tử mà thần mẫu sủng ái nhất kỳ thật không phải trưởng tử của nàng mà là con thật sao man vương lộ ra vẻ hưng phấn lý nguyên sửng sốt sau khi xác nhận man vương trước mặt cũng không phải nói đùa hắn lâm vào trạng thái im lặng đứa nhi tử này dường như là điển hình của cơ bắp đầu óc đơn giản không có lẽ là nhập vai quá sâu hắn hòa vào vở kịch nền văn minh thái dương vô cùng sùng kính thái dương thần mẫu cũng tin tưởng không chút nghi ngờ với chuyện hắn là trưởng tử thái dương thần mẫu nhưng chợt man vương lại lắc đầu nghiêm nghị nói không phải ta là phụ vương mẫu hậu đã nói mỗi một câu trên cổ dương kinh đều là chân lý lý nguyên không tranh cãi nữa mà đứng dậy cười nói có muốn luyện tập một chút không được man vương vui vẻ hẳn lên y nhẹ giọng nói đã thật lâu thật lâu không luyện tập cùng phụ thân lần luyện tập trước y chỉ là một tiểu thí hài hơi cường tráng một chút mà đúng lúc này rèm lều đột nhiên sốc lên một nữ tử văn vẳn lẳng lặng buộc tóc đuôi ngựa đi vào người tới chính là tiểu thánh nàng đã không cần quải trượng bởi vì mỗi một sợi tóc của nàng đều ẩn dấu quạ đen cũng đều là mắt nàng đã hoàn toàn thích ứng đi lại bình thường tiểu thánh nhẹ giọng hô một câu cha man vương theo tiếng nghiêng đầu thấy được nữ tử này cũng nhận ra nhưng mà tôn nghiêm của vương để cho y rất khó thừa nhận bất kỳ người thân nào ngoại trừ phụ thân ít nhất sẽ không nói miệng thừa nhận lý nguyên cười nói tiểu thánh đến rồi vừa lúc nhìn ta cùng man vương luyện tập tiểu thánh gật gật đầu nàng nháy mắt nhìn về phía man vương giống như có chút tò mò mà man vương chỉ quét mắt nhìn nàng một cái không nói gì cả một lát sau bên ngoài lều trại sâu trong băng tuyết cách xa hỏa của bạch lộc thị tộc lý nguyên cầm lấy một cây mộc trượng man vương chậm rãi rút ra man vương phủ kim quang dạng dỡ hướng về phía lý nguyên đây là sự tôn trọng của man vương đối với phụ thân chẳng qua y cũng không cảm thấy phụ thân già nua là đối thủ của y cho dù là trưởng tử được thần mẫu chiếu cố cuối cùng cũng già rồi sau đó lý nguyên vẫy vẫy tay hô hoàng nhi đến đây đi man vương xông lên hai người bắt đầu giao phong lý nguyên cũng không có ngược đãi man vương như ngược đãi lý bình an mà là giao phong bằng sức mạnh ngang nhau đồng thời chú ý sơ hở cùng những điểm trong lực lượng man vương lại cẩn thận từng ly từng tí tiến hành chỉ dẫn khiến cho y ý thức được sai lầm cũng tiến hành sửa chữa từ đó tiến bộ hồi lâu sau lại hồi lâu lý nguyên cố ý thở hồn hển nói không được không được man vương vẻ mặt mừng rỡ chạy tới gần nói phụ thân ta tỉ thí với người cảm giác tiến bộ rất nhiều. Nếu không phải động tác của phụ thân chậm một chút, ta cảm thấy mình sắp thua rồi. Lý Nguyên một bên từng ngụm từng ngụm hút không khí, một bên cười nói, cửu dương chân kinh là ta biên soạn, có thể là phương thức sử dụng lực lượng của ta đã dẫn dắt con đi. Là như vậy a, à. Man Vương rất vui vẻ, cũng tin tưởng không nghi ngờ đối với lời nói của phụ thân, y tới gần lão phụ thân, nhẹ nhẹ vỗ bả vai hắn, giúp hắn thở nhẹ nhõm. Khoảng cách cha con kéo gần lại. Lý Nguyên nói, Hoàng Nhi, ta hy vọng con gọi làng mẫu tới, nàng đã tới chưa man vương nói nàng nhất định sẽ đến nếu dựa theo thời gian bên ngoài hẳn là còn nửa canh giờ đến thì để cho nàng chờ một chút đi lý nguyên nói vậy chúng ta trở về thôi man vương trầm mặc có chút lưu luyến không rời y biết chỉ cần y trở về y sẽ không còn là nhi tử mà là thủ lĩnh lý nguyên nói chậm rãi trở về man vương vui vẻ nói được chợt y đi bên cạnh cha còn tiểu thánh đi bên kia ba người vừa đi vừa nói nhưng chỉ là nói chuyện nhàn tản hàng ngày tỷ như ngày thường ăn cái gì thích cái gì đợi đến khi trở lại danh địa lang mẫu đã đến nữ nhân hai mắt lóe ra vẻ mê ly quang huy thần bí kia đi vào lều nhẹ nhàng hành lễ với lý nguyên và man vương sau đó hỏi trưởng tử của thái dương thần mẫu man vương vĩ đại các ngươi hy vọng nữ tử phụng dưỡng thần linh này làm những gì lý nguyên hoàn lễ sau đó đi thẳng vào vấn đề một người nhà của ta bị bệnh nặng hy vọng có thể có được một gian quan tài thuộc về nàng ở thần linh mộ địa thần linh mộ địa có tổng cộng 6.974 quan tài, đến nay chỉ còn 6.174 quan tài và 800 quan tài còn trống. Nhưng ngay sau đó, lang mẫu nói, phàm nhân không thể vào. Lý Nguyên nói, nàng không phải phàm nhân, là người nhà của ta. Lang mẫu trầm mặc, trong lều cũng yên tĩnh lại, không lâu sau. Khi chất quanh thân lang mẫu bắt đầu phát sinh một loại biến hóa quái dị, càng thêm thâm trầm, càng thêm âm thầm, khi nàng mở mắt lần nữa, hai tròng mắt thâm trầm như biển. Vẻ mặt Lý Nguyên không hề thay đổi, hắn biết người thủ mộ đã đến. Quả nhiên, ngay sau đó, giọng nói của lang mẫu đã khác hẳn trước đó, lộ ra vẻ lạnh lùng lãnh đạm, ngươi vì ta làm một việc, ta có thể cho ngươi một gian quan tài. Một việc, Lý Nguyên nhíu mày, người thủ mộ thức tỉnh từ sâu trong linh hồn lang mẫu chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nói, chân viêm nguyên, mau quyết định đi. Xin hỏi thần linh đại nhân, là chuyện gì? Lý Nguyên hỏi, người thủ mộ nói, ngăn cản âm dương đại đồng, làm sao ngăn cản? trong mắt lý nguyên hiện lên sự tò mò mờ mịt trong mắt người thủ mộ lóe ra hào quang mịt mờ không cách nào thấy rõ ý đồ chân thật nói bản thân ác quỷ không cách nào mưu đồ âm dương đại đồng ngươi chỉ cần chém sạch những kẻ dưới trướng ác quỷ coi như là ngăn cản được nếu ngươi thật sự ngăn cản được ta cho ngươi ba gian quan tài lý nguyên nói vậy gian thứ nhất cho ta dùng trước đi dù sao cũng không nói thời gian nếu có thể chơi chùa thì chơi chùa nếu hắn cùng các thần linh ở thần linh mộ địa có mâu thuẫn đang âm ỉ thì chỉ có kẻ ngốc mới nói này nói kia vào lúc này người thủ mộ nói có thể như nàng lập tức lại nói chỉ là ngươi cần tiến vào thần linh mộ địa hoàn thành một chuyện nho nhỏ chuyện gì khắc khế ước lên linh hồn để nó trở thành lời thề và sứ mệnh của ngươi ngươi sẽ phát hiện sứ mệnh này sẽ có lợi cho tất cả những người nằm trong quan tài lợi gì lý nguyên tiếp tục hỏi hắn muốn tin tức miễn phí người thủ mộ nói phục sinh lý nguyên ngạc nhiên nói phục sinh người thủ mộ quét mắt nhìn man vương rồi nói chân viêm nguyên bảo nhi tử ngươi ra ngoài trước man vương nghe vậy không chút nhúc nhích thẳng đến lý nguyên nhìn y một cái y mới hừ lạnh một tiếng một đôi con người đầy sát khí nhìn chằm chằm lang mẫu một cái sau đó đột nhiên vén rẻm đi ra ngoài người thủ mộ lúc này mới nói âm dương đại đồng sẽ khiến cho âm khí và dương khí càng ngày càng ngưng tụ thử nghĩ đồ vật nguyên bản khuếch tán ra hơn nữa giao hòa nhau nếu chúng một lần nữa ngưng tụ lại vậy sẽ tạo thành kết quả gì lý nguyên lắc đầu loại vấn đề này hắn cho dù biết cũng sẽ không tự cho là thông minh mà tự nói ra đáp án. Người thủ mộ nói, phạm vi tuần hoàn của âm dương sẽ thu nhỏ lại, tốc độ tuần hoàn của âm dương sẽ gia tăng. Nói cách khác, khu vực có ngày có đêm sẽ càng ngày càng ít, càng nhiều khu vực sẽ bị bóng tối và băng giá nuốt chửng, giống như Tây Cực Lãnh Nguyên này. Mà ở nhân gian, thời gian ban ngày và ban đêm cũng sẽ rút ngắn, trên lệch nhiệt độ ngày đêm sẽ càng lúc càng lớn. Đối với chúng ta mà nói, khi thế giới hoàn toàn rơi vào vĩnh dạng, ánh sáng vĩnh viễn không cách nào chiếu rọi đến mộ địa. Mà chúng ta thì không cách nào từ trong mộ địa sống lại được. Lý Nguyên nói, nếu âm dương đại đồng bị ngăn cản, ánh sáng sẽ chiếu tới mộ địa sao? Người thủ mộ gật đầu nói, ngay cả người man của cửu diễm cũng đã phát hiện, tất cả hỏa đều đang chậm rãi di động, hướng về mộ địa. Đây là trên mặt đất, mà dưới lòng đất cũng có cực âm chi khí tương ứng đang di động. Khi âm khí và dương khí một lần nữa gặp nhau ở mộ địa, toàn bộ cửu diễm thị tộc sẽ một lần nữa đắm chìm dưới ánh mặt trời mà chúng ta có thể sống lại. Thời gian này cần khoảng chừng 3.000 năm. Đây là thế giới tự tu bổ, tự nhiên khôi phục. Lãnh nguyên này xem như là băng vải được buộc lên vết thương của con người. Nhưng nếu là âm dương đại đồng, vậy thời gian này có thể vĩnh viễn không thể đến. Bởi vì càng ngày càng nhiều địa vực sẽ bị vĩnh dạ nuốt chửng. Lý Nguyên đột nhiên nói, ta chú ý thấy hỏa của thị tộc đang nóng lên. Người thủ mộ nói, đó là bởi vì càng nhiều thổ địa chìm vào vĩnh dạ, dương khí của những thổ địa này bị phong tồn tại nơi đây, hỏa, tự nhiên sẽ biến nóng. Đây không phải là chuyện tốt. Chân viêm nguyên, ngươi cũng muốn vào mộ địa, ngươi cũng không hy vọng ngươi và người nhà ngươi tiến vào mộ địa nhưng lại không thể phục sinh chứ. Nếu là lúc trước, Lý Nguyên có lẽ đã tin. Nhưng hiện tại, hắn phát hiện ai cũng không tin được. Lúc trước ở Hãn Châu Đạo, hắn đã thông qua tạ vi biết được nội dung đối thoại giữa vị thần bí nhân kia và tạ phong, biết người thần bí đó là cố ý thả tạ phong đi hơn nữa nói cho y biết chỉ có âm dương đại đồng mới có thể sinh ra cường giả từ đó ứng đối tai họa tương lai như vậy âm dương đại đồng rốt cuộc sẽ mang đến cái gì hắn không biết tai họa trong tương lai có thật sự tồn tại hay không hắn cũng không biết hắn càng tìm hiểu càng phát hiện hiểu biết của mình đối với thế giới này còn chưa đủ nhiều hắn cũng không thể phát hiện ra ý đồ thật sự của những người này nhìn thấy hắn do dự người thủ mộ thúc giục nói mau mau quyết định đi lý nguyên đột nhiên nói nếu là vào quan tài có thể lại mở ra quan tài chuyển người trong đó ra không người thủ mộ nói không trong đầu lý nguyên hiện lên cảnh ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy nắp quan tài mở ra cùng với không đến một chợt lóe lên hắn tiếp tục lộ vẻ do dự nói ta không quá yên tâm ngươi có thể mang ánh mắt của ta đi xem thử xem ta thà rằng lãng phí một danh ngạch cũng muốn thử xem nắp quan tài đóng mở sẽ là tình huống gì chân viêm nguyên ngươi làm cho ta quá thất vọng người thủ mộ thanh âm phát lạnh ta hứa hẹn cho ngươi ba vị trí thần linh ngươi lại do dự lý nguyên cũng không tức giận áy náy cười nói thần linh đại nhân ta chỉ là lo lắng thôi xin ngài khoan dung tâm tư nho nhỏ này của ta người thủ mộ trầm mặc một chút nói được lý nguyên hơi hành lễ sau đó gọi man vương vị cường giả mạnh gần hắn nhất tại phụ cận thần linh mộ địa lại gọi thêm cả tiểu thánh hắn có nghiên cứu qua thần linh mộ địa cũng tận lực thu thập tin tức hắn đã thử khôi lỗi khi đi vào thì trái tim của khôi lỗi sẽ đóng băng do đó toàn bộ thân thể không cách nào vận chuyển mà man binh cũng không được như vậy sẽ trực tiếp bại lộ thần linh mộ địa mà hắn cũng không muốn loại bại lộ này phát sinh yêu thú được chứng thực là có thể chỉ cần yêu thú này có đủ khả năng chịu lạnh thì sẽ không có vấn đề ví dụ như cự lang mà lang mẫu thuần phục đây chính là một loại sinh mệnh tự nhiên vì thủ mộ mà tồn tại nhưng sau khi nghiên cứu và quan sát lý nguyên đã phát hiện ra một điều thú vị khác quạ của tiểu thánh đồng thời tồn tại cả máu thịt và âm khí nghiêm túc mà nói tiểu thánh chân chính là nàng và mấy chục vạn con quạ kia. Tiểu Thánh đang lớn lên, quạ cũng đang lớn lên, đây không phải là một loại cơ thể phát triển khác sao? Nói thật, hắn không tin người thủ mộ, càng không tin thần linh. Chính hắn không tuân thủ quy củ, cho nên cũng không tin người khác sẽ tuân thủ quy củ. Nếu là hắn, thần linh mộ địa kia khẳng định là nắp quan tài tùy thời mở ra, tùy thời vứt xác. Kể từ đó, tương lai cho dù Tích Ngưng và người nhà hắn cần tới đây tiến vào quan tài, cũng không an toàn. Nghĩ như thế, ba người cưỡi lên cự lang mà lý nguyên thuần phục trước đây theo sát lang mẫu hướng về thần linh mộ địa những thi thể đông lạnh với tư thế khác nhau những cột băng xanh thẳm những lối vào mê cung sâu thẳm không thấy đáy bốn người dừng lại man vương cầm lấy hoàng kim cự phủ nhảy xuống tiện tay vung ra một vết búa kinh khủng trên mặt đất sau đó liền đứng sang một bên hai mắt nhìn chằm chằm lang mẫu người thủ mộ nhíu mày nói chân viêm nguyên bảo nhi tử ngươi đừng nhìn ta chằm chằm như vậy lý nguyên cung kính nói vâng thần linh đại nhân ngay sau đó nói hoàng nhi ánh mắt tránh một chút man vương rời mắt đi chợt lý nguyên vỗ cự lang dưới trướng lại huýt sáo một cái cự lang bên tiểu thánh cũng cất bước đi ra ngay sau đó hai cự lang này đi vào cùng cự lang của lang mẫu tình huống hoàn toàn nằm trong dự liệu bên trong thần linh mộ địa hết thảy bình thường rất nhanh đã đến trước âm dương ngư cực lớn lý nguyên đột nhiên nói thần linh đại nhân ta muốn cho một con cự lang tiến vào quan tài thử xem người thủ mộ quả thực không thể tin vào tai mình vẻ mặt tức giận xoay người, sao ngươi dám báng bổ như thế? Lý Nguyên nói, quan tài có thể mở hay không, ta muốn tự mình thử xem. người thủ mộ lạnh lùng nói, ngươi không tin vào thần sao? Lý Nguyên hành lễ, vẻ mặt áy náy nói, ba cái quan tài đã hứa cho ta, ta đây an táng người phương nào cũng là ta có thể tự mình an bài a. À. xin thần linh đại nhân thành toàn tâm nguyện nho nhỏ này của ta. người thủ mộ im lặng một lát, nói, được. chợt Lý Nguyên cũng không nói nhảm, trực tiếp điều khiển một con cự lang nhảy tới một cái quan tài gác hai chảo lên trên sau đó dùng sức mà đẩy mạnh nắp quan tài cái nắp này cũng không nặng nề dưới cú đẩy này liền trượt ra cự lang lại nhảy vào nằm trong quan tài trong tinh bích trong suốt hình dạng bảo thạch lý nguyên nhìn thấy con cự lang này vậy mà thật sự có thể nằm xuống bất kể thân thể nó lớn thế nào sau khi tiến vào quan tài cũng sẽ tự động điều chỉnh ít nhất nhìn từ bên ngoài đều chỉ lớn cỡ quan tài con cự lang kia thoải mái nằm trong quan tài thân sắc tràn đầy thoải mái mà theo nắp quan tài khép lại thân sắc này liền bị đóng băng, tựa như ngưng động ở một giây kia. Lý Nguyên tâm niệm vừa động, lại thao túng một con cự lang khác đi đẩy nắp quan tài. Nhẹ nhàng đẩy, hắn phát hiện không có đẩy. Hắn lại điều khiển cự lang đi đụng, nhưng vẫn không đụng. Hắn tiếp tục thao túng, muốn cự lang hoàn thành một lần đập từ trên trời giáng xuống. Cự lang của người thủ mộ ở bên cạnh nhìn, thấy một màn này, nàng lạnh lùng nói, đủ rồi. Mà lúc này, cự lang của Lý Nguyên đã đứng trên nắp quan tài, quả nhiên hắn nghe theo mệnh lệnh của thần linh mà không hề nhúc nhích thế nhưng hắn nương theo ánh mắt của cự lang lại mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối hai bên quan tài này đang có rất nhiều không đến một đang trôi nổi trong bóng tối hắn lại để cho cự lang nhảy xuống nắp quan tài tiếp tục dùng móng vuốt đi đẩy nắp quan tài đồng thời trong miệng tràn đầy áy náy nói xin lỗi thần linh đại nhân ta à, ta thử lại một lần nhanh lên người thủ mộ thần sắc không tốt lần đẩy này kết cục vẫn như cũ nhưng khác với lúc trước chính là lý nguyên chăm chú quan sát tình huống xung quanh cho nên hắn thấy được một chút khác biệt nho nhỏ khi cự lang của hắn đang đẩy nắp quan tài nắp quan tài bên kia lại có từng thân ảnh quái dị đang đẩy ngược nắp quan tài lực và lực triệt tiêu lẫn nhau cho nên nắp quan tài mới không nhúc nhích lý nguyên nheo mắt lại cho nên nói nắp quan tài thật sự có thể mở ra sao mà trong thần linh mộ địa quả thật ẩn giấu chút nhân tố không thể khống chế trong lòng hắn âm thầm thở dài tình cảnh này hắn đã không thể tín nhiệm thần linh trước mắt nữa hòa bình và ba phải đã không giải quyết được vấn đề lý nguyên ánh mắt chuyển động đột nhiên thở phào nhẹ nhõm lộ ra vẻ an tâm nói thần linh đại nhân ta không thành vấn đề người thủ mộ nói vậy ngươi theo ta vào mộ địa đi ngươi cần thực hiện lời hứa của ngươi được thần linh đại nhân đây là vinh hạnh của ta lý nguyên cung kính nói hơn nữa chuyện này cũng quan hệ với ta và người nhà ta sống lại ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó mà xa xa man vương vội la lên phụ vương không được a à, nhi tử cảm giác còn có vấn vấn. Hai chữ vấn đề còn chưa dứt, Man Vương liền ngậm miệng, bởi vì trong mắt y, lão giả tóc hoa dâm kia đã bắt lang mẫu, trực tiếp nắm lấy tứ chi của nàng mà bẻ. Sau đó như sách gà con mà sách đến trước mặt y, nói một câu, Hoàng nhi, coi chừng nàng, nếu có dị thường, trực tiếp giết chết. Về sau hễ là xuất hiện lang mẫu, gặp một con giết một con. Lời của Man Vương còn đang bên khóe miệng nhưng lúc này lại kẹt lại. Y trợn mắt há hốc mồm, chuyện này, tiểu thánh lại không thấy lạ nàng thậm chí nhẹ nhàng che môi mà cười. Lý Nguyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, tiểu thánh, đến phiên con. Vâng, thưa phụ thân, tiểu thánh điềm đạm nho nhã và nhu thuận trước sau như một. Nàng tiến về phía trước một bước, dày đặc, ảm đạm, hải dương quạ đen lành lạnh từ quanh thân nàng như thủy triều nổi giận, bay vù vù ra xung quanh, lại lượn vòng ở giữa khâu trung một cái. Tiếp theo dồn dập lao tới chỗ sâu trong thần linh mộ địa. Rất nhanh, quạ đen xông vào thần linh mộ địa, hóa thành mấy vạn chữ số không đến một, Bay tán loạn xung quanh âm dương song ngư, bắt đầu đại thanh tẩy. lang Mẫu, hoặc là nói người thủ mộ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Thánh, kinh ngạc nói: "Thế gian này, sao lại có loại ngọc hài như ngươi?" Trên lãnh nguyên, trước cửa thần mộ, từng mảng quạ đen giống như thủy triều đen kịt trên đại dương mênh mông, âm thanh vỗ cánh phành phạch xoắn vào nhau tạo thành làn sóng chấn động màng nghĩ. Tóc đen Tiểu Thánh buông xuống, hai tay buông xuống, điềm đạm nho nhã mà đứng. Sau khi mảng lớn quạ đen biến mất, thân hình của nàng lộ ra thần bí âm trầm bọn quạ đen này trời sinh lạnh lẽo ở nơi băng tuyết có thể dễ dàng làm cho võ giả chết cóng càng là như cá gặp nước vô cùng vui vẻ đám quạ đen hóa thành từng đợt sóng thần xuyên qua mê cung hàn băng màu lam đến bên cạnh âm dương song ngư ở cuối mê cung sau đó bắt đầu lẻn đi giữa sáu nghìn lỗ hồng chứa huyền quan hết thảy khó ẩn giấu thêm nữa những người mà ở trong mắt lý nguyên là không đến một lúc này đã hiện ra nguyên hình da thịt tái nhợt hai mắt trắng dã thân hình hẹp dài không nhìn ra nam nữ, không có lông mày, không có tóc, tay nắm những lưỡi dao băng tinh u lam sắc bén. Khi nhìn thấy bộ dáng của những người đó, tiểu thánh lại sửng sốt. Mỗi con quạ là đôi mắt của nàng, nàng đã thích nghi với việc nhìn thế giới bằng hàng chục ngàn con mắt. Cho nên, nàng nhìn thấy một đôi mắt trắng dã. Điều này có nghĩa là, những không đến một này đều là ngọc hải. Hiểu con gái không ai bằng cha, Lý Nguyên rất nhanh nhận ra điểm dị thường của tiểu thánh. Hắn lên tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thánh nói, phụ thân, bên trong thần linh mộ địa ẩn chứa rất nhiều ngọc hài chúng thoạt nhìn sống không bằng chết cũng không có chút linh trí liền lý nguyên đã hiểu tiểu thánh là lòng thương đồng loại hắn nhìn về phía người thủ mộ bên cạnh nói giải thích một chút đi dứt lời hắn lại nói giải thích tốt ta sẽ không vứt thi thể thần linh ra bên ngoài ta có thể thể độc người thủ mộ đang bị man vương nhìn chằm chằm nàng đã hoàn toàn mất đi ưu thế ở thần mộ bất kể là man vương hay là tiểu thánh hoặc là lý nguyên đều không bị cái lạnh nơi này làm suy yếu thực lực người thủ mộ hiển nhiên không bị dọa sợ chức uy hiếp của lý nguyên nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại vậy sao ngươi biết ngươi mở nắp quan tài ra sẽ không khiến thần linh nổi giận lý nguyên thăm dò nói dù lửa giận lớn đến đâu thì ở sâu trong đó cũng chỉ là người bình thường có thể như thế nào người thủ mộ nói vậy ngươi có thể thử một lần tứ chi của nàng chật khớp vốn nên đau nhức kịch liệt nhưng vẫn mỉm cười như cũ trong con ngươi của nàng hiện lên ánh sáng mịt mờ tiếp tục cười nói chân viêm nguyên hôm nay ngươi quét sạch mộ địa nhưng nếu ngươi rời đi mộ địa này vẫn nằm trong sự khống chế của ta làm sao ngươi biết người của chúng ta chỉ có mỗi lang mẫu và quỷ ngọc phó chúng ta đã tồn tại rất lâu sao chỉ có con át chủ bài này được quỷ ngọc phó lý nguyên hỏi người thủ mộ nói đây chính là tin tức mà vị cô nương kia muốn biết nàng nhìn về phía tiểu thánh trong con người cất dấu nóng bỏng khó có thể phát hiện tiểu thánh nói chúng rõ ràng là ngọc hải người thủ mộ nói tiểu cô nương Ngọc hài cũng có rất nhiều loại, chúng chính là loại ngọc hài đặc thù gần với quỷ phó nhất. Dứt lời, nàng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó nhìn Lý Nguyên, tiếp tục nói, nhân gian có câu nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng dạo đáy bể bị tôm trêu đùa, là đang nói chúng ta lúc này. Quỷ ngọc phó mà ngươi thấy thật ra là một loại ngọc hài đặc thù, nếu chúng nó đi ra thế giới bên ngoài, sẽ là một đám quái vật đáng sợ. Những băng man mà ngươi biết, không phải cũng là an bài của chúng ta sao? Băng man sinh ra từ hỏa, quỷ ngọc phó là do chúng ta trực tiếp tạo ra. Ngươi biết ý nghĩa của sinh mệnh là gì không? Ngươi biết bí ẩn của âm dương không? Giết ta, chẳng qua chỉ hủy diệt thân thể lang mẫu mà thôi. Ta không quan tâm. Thời điểm hai người nói chuyện, trong mộ địa, chén giết nghiêng về một bên đang tiếp tục. Người không có tóc kia được gọi là quỷ ngọc phó, đang cầm băng nhận màu lam đối kháng với quạ đen. Kỹ nghệ của những người này khá cao siêu, quạ đen phô thiên cái địa, nhưng vẫn bị bọn chúng giết chết mấy trăm con nhưng dù sao quả đen là số lượng áp đảo rất nhanh số liệu trên người những quỷ ngọc phó không đến một đều hoàn toàn biến mất điều này chứng tỏ bọn chúng đã chết quả đen một lần lại một lần quét mộ địa đợi đến khi xác nhận mộ địa không còn chút dị thường nào nữa tiểu thánh mới nghiêng người nói với lý nguyên cha mộ địa an toàn rồi lý nguyên nhìn người thủ mộ người thủ mộ thần sắc không biến không có nửa điểm kinh hoàng nàng thậm chí nói chân viêm nguyên kỳ thật hủy đi thân thể của ta cũng không có ý nghĩa loại tiểu thôn cô này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lăng mẫu sẽ không đoạn tuyệt nếu ta là ngươi ta nhất định sẽ giữ lại thân thể này sau đó tiến hành thẩm vấn bất quá nhất định phải cẩn thận ta nói dối mặc dù đã trải qua thẩm vấn nghiêm khắc lời nói ra cũng không đáng tin cậy lý nguyên yên lặng nhìn nàng hỏi ngươi cảm thấy nên làm thế nào người thủ mộ nói ngươi rất đặc thù ngươi lại một lần nữa chứng minh ngươi thật sự có tư cách hợp tác với chúng ta cho nên hiện tại chúng ta một lần nữa trở lại bàn đàm phán đi lý nguyên nói nói thế nào người thủ mộ nói, 800 cái quan tài trống còn lại kia đều có thể đưa hết cho người. Dù sao ta đã biết, đám người đời mới kia đã phản bội chúng ta. Âm dương đại đồng nhất định có bóng dáng của bọn họ thúc đẩy ở đằng sau. Mấy lão già chúng ta đã bị hậu bối ghét bỏ. Cho nên, quan tài trống cũng không cần cho bọn hắn. Chân viêm nguyên, chúng ta phải liên thủ ngăn cản âm dương đại đồng. Ta không gạt ngươi, âm dương nếu đại đồng thì thần mộ sẽ không bao giờ có ánh sáng, dù là kẻ nào cũng không thể phục sinh mà âm dương đại đồng sẽ có lợi ích to lớn đối với những kẻ phản bội kia cái này giảm cái kia bất luận kẻ nào cũng không thể phá cục hậu bối của các ngươi lý nguyên hỏi người thủ mộ nói bọn họ ở đông hải chủ phú còn mảnh đại lục mà các ngươi đang ở lại là vùng đất cằn cỗi chỗ bọn họ ở là tiên thiên âm dương điều hòa tiên thiên vô cùng giàu có bất luận kẻ nào cũng có thể tu hành còn chỗ các ngươi bởi vì âm dương nhị khí bị áp xúc nên sinh ra cùng bạo cũng là nơi bỏ hoang nếu ta đoán không sai tất cả người thân của ngươi phàm là người có thể tu hành tất nhiên sẽ gặp phải đủ loại vấn đề vấn đề này không cách nào giải quyết bởi vì đây căn bản không phải là một nơi thích hợp để tu luyện cho nên ngươi thật ra các ngươi cùng những người tu hành ở đông hải chủ phú kia chính là trời sinh tử địch bây giờ ngươi hiểu chưa chúng ta phải là đồng minh đông hải là nơi giàu có đại chu là vùng đất cằn cỗi lý nguyên nói được nếu đúng như lời ngươi nói ta sẽ ngăn cản âm dương đại đồng nhưng mà từ nay về sau, lang mẫu không thể tới mộ địa này. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía man vương nói, Hoàng Nhi, người của con xây dựng một doanh trại canh mộ, hẳn không có vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề. Man vương lập tức đáp ứng. Khi Lý Nguyên nói chuyện lại nhìn người thủ mộ. Người thủ mộ bình chân như vậy, bộ dạng căn bản không thèm để ý. Lý Nguyên khó phân biệt thật giả. Không biết là nàng thật sự không để tâm hay là cố ý như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút khó xử. Dù sao, hắn cũng không có khả năng một ngày 12 canh giờ nhìn chằm chằm vào bên này. Mà coi như Man Vương thành lập thủ mộ doanh, nhưng vẫn có thể xảy ra vấn đề, trừ phi hắn có được một người thủ mộ mạnh hơn thay thế lang mẫu, từ đó theo dõi mộ địa mọi thời khắc. Đúng lúc này, tiếng cánh vỗ rầm rầm từ xa đến, đám quạ đen lần lượt trở về bên trong mái tóc dài của Tiểu Thánh. Tiểu Thánh đã sớm xưa đâu bằng nay, không còn là tiểu cô nương không hiểu chuyện ngày trước. Nàng im lặng nghe phụ thân cùng người thủ mộ nói chuyện, đột nhiên nói, phụ thân, con cũng ở lại đây đi." Lý Nguyên kinh ngạc quay đầu lại. Tiểu Thánh nói, "Nơi này khiến con cảm thấy rất thoải mái, con muốn ở lại đây một thời gian. Vừa vặn cũng có thể giúp được cha." Lý Nguyên nói, "Nơi này rất nguy hiểm, ta không yên tâm để con ở lại đây." Tiểu Thánh nói, "Con cũng không phải hài tử." Rất lâu sau, nàng thuyết phục được Lý Nguyên. Dù sao Tiểu Thánh quả thật đã trưởng thành, hơn nữa bên ngoài còn có thủ mộ danh và Man Vương. Tỷ đệ hợp tác, bảo vệ một cái mộ vẫn là có thể. Hai ngày sau, lý nguyên ôm tuyết ngưng bước vào thần linh mộ địa sau lưng hắn là lý bình an mà một chi danh địa đều do băng man trẻ tuổi tạo thành đang đóng quân ở bên ngoài đây là thủ mộ danh được man vương cấp tốc thành lập tất nhiên man tử trong danh đều là thân tín của y những thân tín này hiển nhiên đã được thông báo là có lý nguyên đến sau đó thả hắn thông qua thủ mộ danh chỉ là canh giữ lối vào thần linh mộ địa mà không phải lối vào mê cung bên trong sau khi lý nguyên đi sâu vào hắn quét quét bốn phía không thấy tiểu thánh quay đầu lại hỏi những người thủ mộ danh kia cũng không quá đáng tin cậy dù sao hai bên vẫn còn khoảng cách tiểu thánh đi đâu hắn đang nghĩ ngợi một con quạ đen với đôi mắt đỏ đột nhiên rơi xuống vai hắn tiếp đó há mùm nói phụ thân con đang ở chỗ sâu nhất trong mê cung chỗ ấy rất thoải mái lý nguyên hắn gõ đầu quạ đen nói cẩn thận một chút vâng cha quạ đen ngoan ngoãn trả lời lý nguyên ra lệnh cho băng tuyết cự lang mở đường hắn ôm ngang tuyết ngưng đã ăn xong thuốc ngủ từng bước từng bước đi vào trong mê cung Lý Bình An trầm mặc không nói, theo sát phía sau. Hai bên là hai cột băng trụ màu u lam bao la giống như một cự nhân uốn quanh hành lang. Hắn càng chạy càng sâu, rốt cục thấy được một bóng dáng ở tận cùng âm dương song ngư, phụ thân, tiểu thánh khẽ hô, ở đây. Lý Nguyên đi tới, sau đó đẩy một cái quan tài trống ra, cẩn thận để tiết ngưng vào trong đó, nhưng hắn không khép nắp quan tài lại mà có chút không nỡ nhìn khuôn mặt trong bóng tối. Bất quá, hắn biết tiết ngưng sẽ không tỉnh, mà lời từ biệt đã sớm nói trong doanh địa. Lúc này, sắc mặt tích ngưng điềm nhiên hai tay đan vào nhau đặt lên trên bụng lý nguyên lắc mạnh hai tay nàng lại nói bình an lại đây nhìn một cái đi lần sau gặp lại nói không chừng là mấy ngàn năm sau đã có thần linh mộ địa hắn sẽ để tất cả thân nhân ở đây lý bình an không có hỏa lúc này là toàn thân lạnh như băng cơ hồ muốn đông cứng nhưng y vẫn gắng gượng đến gần quan tài nhìn nữ tử không rõ hình dáng ở bên trong nhẹ nhàng mà tràn ngập quyến luyến nói một tiếng nương ngủ ngon tiết tỷ ngủ ngon. Lý Nguyên cũng dịu dàng nói. Sau đó, hắn nói, bình an, tới đây, hai cha con chúng ta đáp chăn cho nàng, để nàng nghỉ ngơi đi. À. Lý bình an đáp một tiếng, sau đó phụ tử một trái một phải, cùng nhau đẩy nắp quan tài, để quan tài chậm rãi khép lại, xuyên qua vách quan tài bảo thạch. Hai người vẫn có thể thấy bộ dáng tiết ngưng, thân thể kia vẫn bình thường, chỉ là cả người lâm vào một loại yên tĩnh huyền bí, tựa như thời gian, hết thảy đều ngưng động. Nơi đây giá lạnh vô cùng, ngay cả lý nguyên cũng không thể ở lâu chớ nói chi là lý bình an hai phụ tử nhìn chăm chú mấy hơi liền thu hồi tâm tình vội vàng xoay người rời đi tiểu thánh đưa bọn họ đến cửa vào mê cung sau đó lại hàn huyên trong chốc lát khi nhìn thấy lý bình an chỉ là hai mắt thất thần nhìn xa xa lúc tiểu thánh nói đệ đệ nhị nương chỉ là ngủ một giấc đệ đừng lo lắng lý bình an than nhẹ một tiếng lần này lại không khóc mà là nói thật ra đã từng chia tay chỉ là ai tiểu thánh lại nhìn về phía lý nguyên nói phụ thân người và đệ đệ đi trước đi, con muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Lý Nguyên nói, vậy con nhớ cẩn thận. Vâng, thưa phụ thân, Tiểu Thánh Nhu Thuận nói. Sau khi trở về, Lý Nguyên nhìn lều vải trống không, nhớ lại quá khứ của Tiết Ngưng, nhất thời có chút buồn vô cớ, nhưng hắn cũng không suy sụp quá lâu mà đi tới lều trại của lang mẫu. Lúc trước hắn chưa kịp đi tìm hiểu chi tiết lời nói của người thủ mộ, nhưng hiện tại, hắn cần phải tìm hiểu cho rõ ràng, lang mẫu cũng không dãy ruộng mà là rất phối hợp ở lại đây. Theo Lý Nguyên đi vào, nàng nhanh chóng đứng dậy lý nguyên cũng không giả bộ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ngươi đã muốn ta ngăn cản âm dương đại đồng thì ngươi cũng phải nói rõ địch nhân là ai ngươi có thể làm cái gì chứ thật xin lỗi thần linh còn chưa tới lang mẫu có chút khẩn trương sau đó lại lập tức nói nhưng thần linh có chỉ thị nàng bảo ta cái gì cũng phối hợp với ngài ngài muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó dù là ngài bảo ta đi chết thần linh cũng nói có thể tuân theo lý nguyên nhìn lang mẫu trước mặt trong lòng biết rõ nàng hẳn chỉ là tiểu cô nương trong thôn nào đó bên ngoài lãnh nguyên chỉ là bị người thủ mộ thi triển thủ đoạn gì đó mà chậm rãi mất trí nhớ trở thành tồn tại vác trên vai vận mệnh lang mẫu hắn nhíu mày hỏi lúc nào nàng ta mới ra đây lang mẫu cung kính nói thần linh đang ngủ say chỉ là thỉnh thoảng thức tỉnh nàng có lẽ có lẽ vài ngày sau là có thể a à. nàng dùng ngữ khí không xác định nói sau đó lại vội vàng nói chỉ cần vừa ra ta nhất định sẽ lập tức đi nói cho ngài biết lý nguyên gật đầu quay về lều vải vài ngày thì vài ngày hắn còn rất nhiều việc phải làm thu thập tâm tình hắn liền muốn trở về bên cạnh diêm nương tử giờ này khác này sơ hở của hắn đã được dọn dẹp sạch sẽ mà liên giáo và vị cường giả thần bí kia cho dù phát hiện diêm nương tử cũng bất lực ngay tại lúc rời đi hắn cảm thấy lý bình an đang điên cuồng huy đao trong gió tuyết xa xa nơi đây cực độ áp chế nguyên huyết đúng là nơi tốt để luyện đao lý nguyên cũng không để ý tới y tâm niệm vừa động đã trở về gần quỷ vực chợ đen. Lý Nguyên không biết, lúc này, ở sâu trong thần linh mộ địa, lại truyền đến những tiếng xì xào bàn tán. Những thanh âm kia tựa hồ là thanh âm của một lão giả, nhộn nhạo trong không khí vô quang cực hàn, chỉ truyền vào trong tai cùng một người. "Cô nương, ngươi muốn biết ý nghĩa của sinh mệnh là gì không? Cô nương, ngươi có thiên phú rất mạnh mẽ, rõ ràng nên là tồn tại duy nhất, nhưng vì sao chỉ có thể thi triển ngần ấy lực lượng? Cô nương, ngươi cũng muốn đi giúp phụ thân ngươi đúng không?" "Cô nương nếu ngươi không trở nên mạnh mẽ thì trong tương lai cũng chỉ có thể ôm thi hài thân nhân mà khóc lóc đau khổ. Sau đó chính mình cũng thấp kém mà chết ở bên cạnh bọn họ. Cô nương, cô nương, nhiều thao thao bất tuyệt như vậy, giống như nói mớ giữa đêm. Tiểu thánh ngồi dưới âm dương song ngư, toàn bộ mộ địa đều đã bị quạ đen chiếm đoạt. Nếu Lý Nguyên có mặt thì có thể nhìn thấy hơn 10 vạn không đến một chi chít khắp nơi. Ở cái địa phương này sẽ không có ai là đối thủ của tiểu thánh, cho dù là Lý Nguyên tới nơi này cũng chỉ là một chữ số không. Mặc dù Lý Nguyên có thể giết nhiều quạ đen hơn, nhưng tất phải chết. Đây cũng là nguyên nhân Lý Nguyên yên tâm để nàng ở lại. Lúc này, nữ tử nho nhã điềm tĩnh nhìn trái nhìn phải với ánh mắt tò mò, hỏi, "Nồi nào đang nói chuyện vậy? Nàng ta có thể nói ra kẻ nào?" Nhưng lúc này cố ý dùng giọng điệu mang theo vị tục. Âm thanh của nàng vang lên hồi âm khúc chiết, không khí an tĩnh lại, rất nhiều thanh âm kia lại vang lên lần nữa. "Cô nương, ta là ai, không quan trọng, quan trọng là ta có thể khiến ngươi đạt được lực lượng" lực lượng cường đại trước nay chưa từng có tiểu thánh nói à nếu không quan trọng thì thôi đi dứt lời nàng nhắm mắt lại không quan tâm đến những âm thanh này nữa những âm thanh kia rõ ràng sửng sốt một chút nhưng vẫn tiếp tục nói nhưng tiểu thánh lại không hề bị ảnh hưởng chẳng biết tại sao nơi này rất thoải mái về chuyện nàng ăn cái gì thì là đã để quạ đen đi bên cạnh man vương ăn ngon uống cay quạ đen ăn chính là nàng ăn nàng ngồi ở trong thần linh mộ địa tựa như đang nằm trên giường ăn cơm thích ý lại lười nhác Thanh âm mê hoặc kia, nàng mặc kệ. Cha nàng đã dạy nàng rất nhiều lần, không được nói chuyện với người lạ. Thanh âm kia tiếp tục nói, cô nương, người thân của ngươi tu luyện đều đã luyện sai đường, ngươi không muốn biết con đường chính xác sao? Ngươi không muốn biết huyền bí trên tứ phẩm là gì sao? A, à, vậy ngươi nói mau đi. Tiểu thánh đáp lại. Thanh âm kia dừng lại trong chốc lát, tựa như đang thừa nước đục thả câu, nhưng tiểu thánh lại không sốt ruột chút nào. Cuối cùng, thanh âm kia nhịn không được nói, đi ra ngoài đi ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi đến bên hỏa đối với người khác mà nói hỏa chẳng qua là lực lượng thay ngén ra man tử nhưng đối với ngươi mà nói hỏa tồn tại ý nghĩa hoàn toàn bất đồng cô âm bất trường cô dương khó sinh có hỏa ngươi sẽ có cơ hội tiến thêm một bước một bước này sẽ một bước lên trời tiểu thánh chậm rãi khoan thai giật mình cắt ngang thanh âm này à ta hiểu rồi ngươi đang gạt ta ngươi muốn ta rời khỏi mộ địa sau đó sẽ làm chuyện xấu giọng nói kia nói cô nương lão phu chỉ là hy vọng dạy dỗ ngươi để cho ngươi trở nên cường đại đối với chúng ta cũng có lợi ngươi rất đặc biệt có tư cách tiếp nhận dạy bảo của lão phu nói không chừng sau khi ngươi hiểu được chúng ta ngươi sẽ có thể trở thành người hành tẩu bên ngoài của chúng ta tiểu thánh nói có phải ngươi đang trốn trong quan tài nào đó để nói chuyện với ta không nói xong từng con quạ đen phành phạch bay xuống trên quan tài quan tài nơi này chỉ hơn tám ngàn đám quạ đen nhìn chằm chằm vào thần linh ngủ say trong toàn bộ quan tài coi như là thần linh Muốn phát ra thanh âm ở đây cũng là không dễ dàng Ít nhất không có khả năng làm được vô thanh vô tức Dưới cái nhìn chăm chú của quạ đen Phàm là có động tĩnh Chính là thần linh mở miệng nói chuyện Bất quá có phải thần linh hay không Tiểu thánh cũng không xác định Nàng thử một lần mà thôi Nói thêm một câu nữa đi Cho ta xem ngươi là nồi nào Nhưng không có đáp lại Thật sự là nằm ở trong quan tài nhà Tiểu thánh cười hì hì Sau đó lại gọi rất nhiều quạ đen bay tới Cho đến khi trên mỗi quan tài có 5 con quạ đen rơi xuống không hề có góc chết mà nhìn chằm chằm quan tài, nàng mới an tâm. Quả nhiên, bởi vậy, thanh âm kia không phát ra nữa. Thần linh mộ địa thần bí, lần nữa khôi phục an tĩnh, chỉ có nữ tử, quạ đen, song ngư, cùng với rất nhiều huyền quan lẳng lặng yên lặng ở nơi này. Đột nhiên, quạ đen lại vỗ cánh bay lên, tiểu thanh nói, được rồi, ta suy nghĩ một chút, nếu không, vẫn là nghe ngươi đi, dù sao ta rất muốn trở nên mạnh mẽ. Thanh âm kia chậm rãi mở miệng, ngọc hài không thể tu hành, chỉ vì sinh ra âm khí đã quá mạnh quá nồng cho nên mới khiến đám ngu xuẩn trên thế gian cho rằng là ngọc hải nha ở khu vực này nha đám quạ đen lăng 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 bay về một chỗ quan tài giọng nói kia lại đột nhiên dừng lại một lát sau tiểu thánh lại kéo quạ ra lần này âm thanh kia đã chờ rất lâu mới phát ra cô nương ngươi cho rằng lão phu đang dỡn chơi sao dù sao ta cũng không tin ngươi ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin tiểu thánh nói được rồi ngươi nói tiếp đi dưới cái nhìn chăm chú của đám quạ đen, âm thanh kia cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Đáng tiếc, dưới lớp da nhu thuận của tiểu thánh, cũng cất giấu một trái tim tinh quái. Nàng bắt đầu giày vò chủ nhân của âm thanh này, quạ đen tựa như điều khiển công tác của âm thanh, nhảy tới nhảy lui trên quan tài thần linh thần bí. Chủ nhân của thanh âm kia lại vô cùng kiên nhẫn, cứ như vậy hao tổn cùng tiểu thánh. Bên kia, trong gió tuyết, Lý Bình An điên cuồng luyện đao xong, liền cưỡi lên một con băng tuyết cự lang hướng chân viêm thị tộc mà đi. Hắn muốn đi khiêu chiến vị man vương kia tựa hồ chỉ có làm như vậy hắn mới có thể ở trong bi ai tìm được một phương hướng mà không đến mức tinh thần sa đọa sau khi lý nguyên xuất hiện ở phụ cận quỷ vực chợ đen hắn không đi thẳng vào bởi vì hắn nhìn thấy một đoàn người đang đi về phía quỷ vực chợ đen những người này thực lực cũng không tốt mà trong đó cũng có hành hài thế là hắn kiên nhẫn ở một bên quan sát muốn hiểu rõ mục đích những người này tới đây là gì đội ngũ này được cấu thành từ các chính do và một số đệ tử liên giáo muốn một bước lên trời bọn họ vừa đi vừa nhẹ nhàng nói chuyện lý nguyên nghe một lát chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dường như đám người này đã nghe được thân phận diêm nương tử từ đâu đó nhưng lại không tìm thấy người nhà của diêm ngọc cho nên bây giờ mới muốn lấy những thứ còn thiếu này ra uy hiếp diêm ngọc đương nhiên phối hợp với mối đe dọa này còn có phong tỏa rất nhiều đệ tử liên giáo đang bị khóa lại ở quỷ vực chợ đen không ai có thể đi vào dưới tình huống như vậy một ác quỷ đầu óc không tốt lắm sau khi biết thân phận của mình bị bại lộ liên tồn tại khả năng tin là thật thế nhưng lý nguyên vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kế hoạch mệt mỏi hắn còn cảm thấy đối thủ sẽ tìm được tung tích của hắn ở vân sơn đạo xa xôi dù sao hắn làm việc cũng không hoàn toàn là thiên y vô phùng tinh tế tìm kiếm tóm lại có thể phát hiện một ít dấu vết để lại chỉ thế thôi sao hắn tiếp tục quan sát cẩn thận thu thập tin tức sau đó hắn lại hiểu rõ tiểu đội này những người này phần lớn là đệ tử liên giáo tới đây với tâm tính cầu phú quý trong nguy hiểm Thú vị hơn chính là vị kia được người ta gọi là Các cung phụng. Các cung phụng kia luôn miệng nói cái gì như các ngươi yên tâm, quy luật giết người của Diêm Quân chính là sẽ không ra tay với người thiện. Mấy ngày nay chúng ta đều làm rất nhiều việc thiện, nàng sẽ không giết chúng ta. Lý Nguyên nghe xong lời này cũng rất mơ hồ. Lại nhìn Các cung phụng kia, đã thấy y mặt đầy hồng quang, vô cùng tự tin, giơ tay nhấc chân đều có một loại phong phạm lãnh đạo. Mà sự tự tin của y cũng khiến cho những đệ tử của Liên giáo cũng tự tin theo. Thậm chí có người nói theo, các cung phụng nói rất đúng, cho dù Diêm Quân kia từng là người, nhưng hiện tại ả ta đã không có đầu óc từ lâu, chỉ biết tuân theo quy luật giết người mà làm, chỉ cần chúng ta tìm được quy luật thì khẳng định sẽ không sao. Còn có người nói, lần này trở về, chúng ta nhất định sẽ thu được càng nhiều tài nguyên hơn. Để chúc mừng, ta đã đặt trước tiệc rượu rồi, giờ còn muốn cắt ca dẫn dắt nhiều hơn nữa. Lại có người nói, coi như là quỷ, cũng chỉ là một nữ nhân, còn không phải dành cho nam nhân, sợ cái gì? Ha ha ha, Lý Nguyên lại nghe một lúc, lại đại khái hiểu rõ các cung phụng kia tựa hồ là người mà Diêm Nương Tử từng cứu. Chẳng qua đối phương lấy oán trả ơn, bán đứng Diêm Nương Tử, còn tự cho là mình mang người đến uy hiếp Diêm Ngọc. Hắn nháy mắt, đột nhiên đáy lòng có chút buồn cười. Đây thật đúng là vừa ngu vừa xấu, xấu, kỳ thật không sao. Thế nhưng, thêm một chữ ngu nữa, liền thật sự rất muốn chết. Chỉ chốc lát sau, các cung phụng đi tới phụ cận quỷ vực chợ đen. Y cố ý lăn lộn thê thảm trên mặt đất, lại nhịn đau dùng nhánh cây vạch trên cánh tay mấy vết máu tiếp theo nhìn thoáng qua quỷ vực trắng đen kia cắn răng vọt tới y vừa chạy vừa hô diêm quân diêm quân không xong rồi những người đó những người đó biết thân phận của ngài bọn họ biết không thể đối phó được ngài cho nên bọn họ muốn ra tay với người nhà của ngài vừa nói xong y nhìn thấy chỗ ngoặt xuất hiện bóng người váy đen quần áo kia có bách quỷ núi băng gương đồng lồng giam huyết trì y ngẩng đầu nhìn thấy nữ quỷ kia diễm lệ không gì sánh được môi đỏ như lửa châm cài tóc giống như than váy đen kéo đất đoan trang lại quỷ dị các chính do nhìn ngây người y chưa bao giờ thấy qua nữ tử xinh đẹp như vậy thậm chí cũng chưa bao giờ nghĩ tới chợt y nhớ tới nhiệm vụ của mình vội vàng nói diêm quân a à, ta mạo hiểm tính mạng trốn ra khỏi những người đó chính là vì muốn nói cho ngài chuyện này a à, ngài đã cứu ta các chính do ta làm sao cũng không quên ta mang theo các huynh đệ của ta tới nơi này chính là vì thần phục ngài. Y nói lòng đầy cam phẫn, lại mặt đầy nước mắt. Nhưng mà, diễn xuất phụng về này làm sao có thể giấu giếm được Diêm Nương Tử. Huống chi, Diêm Nương Tử có thể nhìn thấy quá khứ của một người, cô xoay người rời đi. Các chính vội vàng quay đầu, liếc mắt ra hiệu với đệ tử của liên giáo đi theo phía sau. Một đám người lập tức đi theo, bọn họ vốn là tới đánh vào nội bộ quỷ vực chợ đen. Đối phó với người, đương nhiên là có cách đối phó với người. Trong mắt bọn họ, sau khi phong tỏa tin tức, diêm nương tử nhất định sẽ dùng bọn họ đi thăm dò tin tức của người nhà nàng mà vinh hoa phú quý của bọn họ tài nguyên tu luyện cũng đang ở đây các chính do cùng đệ tử liên giáo ra vẻ bi thương đi về phía trước nhưng chỉ mới đi được vài bước bọn họ đột nhiên thân thể lơ lửng trên không tiếp tục quan sát xung quanh phát hiện mình đang ở trong một cái lồng sắt dì xét một lồng sắt nhốt bọn họ vào bên trong không bao lâu sau một tấm gương khổng lồ xuất hiện ở trước mắt bọn họ trong gương hiện ra lời nói dối của bọn họ cái ác của bọn họ. Các chính do và đám đệ tử liên giáo hai mặt nhìn nhau, đều lộ vẻ hoảng sợ. Mà đúng lúc này, xa xa chuyển đến thanh âm lộc cộc, giống như có rất nhiều quái vật đang lê bước chân đi chậm chậm. Sau giây lát, những quái vật này từ chỗ rẽ lộ ra bộ dáng. Đó là một đám người gầy như que củi, sắc mặt trắng bệch. Hoặc là nói quỷ phó ngạ quỷ. Chúng đến trước lồng sắt. Két, két két. Lồng sắt mở ra, đám ngạ quỷ tràn vào lồng sắt, tiếng kêu rên cực kỳ bi thảm truyền đến địa ngục nhân gian tại đây sơ hiện đám người cắt chính do chậm rãi bị đám ngạ quỷ cắn nuốt hầu như không còn tiếng heo quái dị truyền đến trong tiếng hừ 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 phun ra một tia hơi trắng âm lãnh hơi nước trắng nhấn chìm mấy hài cốt bị nhai nuốt chỉ còn lại cạn xương mà giữa không trung linh hồn đám người cắt chính do thì lại bị xé nứt dị hóa đã hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ vốn có tiếp đó đáp xuống đất hóa thành một thành viên trong đám ngạ quỷ nếu có người nhìn thấy có thể phát hiện mỗi một quỷ phó trong quỷ vực này. Mỗi một ác quỷ đều tồn tại một sợi tuyến thần bí, tất cả những sợi tuyến này đều hướng về một tồn tại, đó chính là Diêm Ngọc. Cộc, cọc, cọc, đám ngạ quỷ lại đi xa, chỉ là trong đó có thêm mấy con quỷ mới. Diêm Nương Tử mặc một bộ váy đen âm u, ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn lồng giam kia. Quỷ vực đang tiến hóa, vị quỷ chủ quỷ vực như nàng tự nhiên cũng đang tiến hóa, mà gương đồng chiếu ra quá khứ thiện ác bình sinh của người khác chính là một trong những năng lực của cô. Trong nháy mắt các chính do tiến vào quỷ vực, cô ta đã biết tất cả mọi chuyện, liền thấy được thiện ác. Váy đen kéo dài, ống tay áo rũ xuống, nữ quỷ áo xanh như họa. Cô nhìn về phía xa, giống như đang suy tư. Thế nhưng suy nghĩ của cô đã tràn đầy rất nhiều phi nhân tính, cô ẩn có phát hiện, lại không cách nào thay đổi. Một con heo dầm gì tức giận quay người rời đi theo bầy ngạ quỷ. Không bao lâu, con heo kia lại đột nhiên xông lên, đánh ngã con ngạ quỷ nào đó, sau đó ngay tại chỗ cắn nuốt, ăn ngấu nghiến, con ngạ quỷ phát ra tiếng kêu thống khổ khó hiểu, tựa như vẫn có thể cảm giác được đau đớn, nhưng căn bản không cách nào phản kháng, đợi đến khi heo ăn hết đám ngạ quỷ này, con ngạ quỷ này cũng sẽ không biến mất nữa. Trong vài ngày kế tiếp nó sẽ lại sinh ra, lần nữa gia nhập bầy ngạ quỷ này, lần nữa bồi hồi trở lại trên mảnh đất trắng đen âm trầm này, thỉnh thoảng lại ngửa đầu, cũng chỉ nhìn thấy nương nương váy đen đứng trên đỉnh thế giới kinh dị mà thôi đám ngạ quỷ các chính do mới gia nhập tất nhiên là trở thành sản phẩm mới đưa ra thị trường trong mắt heo rất nhanh đã nằm hết ở trong miệng heo y bị cắn ngang hông đầu và hai chân lắc lư theo hàm heo khép lại lại ở trong tiếng nhai nuốt rộp giọt bị ăn sạch sẽ tướng công diêm nương tử váy đen không quay đầu lại nhưng đột nhiên mở miệng hỏi ta đã làm sai sao biên giới quỷ vực xuất hiện một cái bong bóng khí màu đỏ nho nhỏ trong bong bóng khí lý nguyên đang bước nhanh tới hắn đáp lại diêm tỷ nàng không sai lương thiện vĩnh viễn là phẩm chất đáng quý nhất thiện nhân vĩnh viễn không nên bị lừa gạt mà nên được khen ngợi thiện nên được ban thưởng ác nên bị phạt thiện nhân chưa chắc không ác nhưng thiện không phải lý do để hắn làm ác cho nên hắn được nàng ban thưởng rời khỏi phố quỷ trở thành hành hài có được lực lượng vượt qua thường nhân mà khi trên người hắn tràn đầy phản bội bất nghĩa lúc nói dối hắn cũng đi tới quỷ vực của nàng tiếp nhận trừng phạt một lúc lâu sau diêm nương tử váy đen xoay người sắc mặt tràn đầy sợ hãi cũng từ từ bình phục nàng nhẹ giọng nói cũng may ta có tướng công nếu không vừa rồi ta cũng đã triệt để biến thành ác quỷ những người từng được ta cứu lại có tâm tư xấu xa ngu muội như vậy muốn lợi dụng lòng thiện lương của ta để uy hiếp ta điều này khiến hận ý của ta lập tức tăng đến tất cả nhân loại lý nguyên cười nói ta hiểu đó là sự căm hận với sinh mệnh là sự thù hận phát ra từ sinh vật theo bản năng diêm nương tử trên khuôn mặt tái nhật của nàng hiện lên vẻ lúng túng và sợ hãi của một con người sau khi bị vạch trần một bí mật nhỏ thật lâu sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi, làm sao chàng biết, Lý Nguyên ôn nhu nói. Nhưng dù vậy, Diêm Tỷ vẫn yêu ta và Tiểu Thánh, kiên trì tín niệm ban đầu, ta thích Diêm Tỷ như vậy. Hắn cách màng ngăn âm khí dày nặng như sóng nước, nhìn nữ tử bên kia màng ngăn chỉ có thể nhìn không thể đụng vào, thành thật nói, vĩnh viễn thích. Không khí nhất thời yên tĩnh lại, xung quanh vẫn kêu thảm thiết như cũ. Nhưng trước quỷ vực và nhân gian, lại có ôn nhu không hiểu sao, yên tĩnh. Lý Nguyên nói, ta suy nghĩ một chút, cái hỏa này e rằng càng ngày càng ngăn cách với sức mạnh của diêm tỷ nói không chừng sau này ta còn sinh ra ngăn cách với tiểu thánh ngồi chờ không bằng hủy diệt nguy cơ ta tán đi hỏa diêm nương tử nghiêm khắc nói không được lý nguyên nhìn cô chỉ cảm thấy lúc này diêm nương tử như một người vợ hiền lành không cho trượng phu vì mình mà từ bỏ sự nghiệp trong lòng hắn ấm áp nở nụ cười đặt hai tay lên mảng giới diêm nương tử cũng đến gần chạm vào mười ngón tay của hắn bốn mắt nhìn nhau thật lâu sau đối diện và ôn tồn như thế mới dừng lại lý nguyên bắt đầu kể những chuyện phát sinh gần đây cho diêm nương tử nghe khi diêm ngọc nghe được tích ngưng tóc bạc phơ vào thần linh mộ địa trên mặt cũng lộ ra vài phần bi thương cùng cảm hoài trong đông đảo nữ nhân quan hệ giữa cô và tiết ngưng là vô cùng tốt dù sao khi đó còn chưa có tiểu thánh trong căn nhà nhỏ kia cũng chỉ có nàng và tiết ngưng ở bên tướng công chuyện cũ từng trải như mới hôm qua chỉ trong nháy mắt cố nhân kia đã từ trần dần dần trên thế giới này những người mà nàng biết đều rời đi hết cho đến nàng bị thế giới này lãng quên đi cái tên diêm ngọc lý nguyên nói diêm tỷ có ta và tiểu thánh ở cùng nàng mà diêm nương tử lấy lại tinh thần gật đầu đáp ứng chỉ cần cô có người nhà ở đây thì vĩnh viễn sẽ bị cái mỏ neo nhân tính này cố định ở bên cạnh nhân loại chợt diêm nương tử lại lo lắng hỏi tiểu thánh trông coi thần linh mộ địa không sao chứ con bé a chính là một con quái vật mà những nơi như thần linh mộ địa giống như chiến trường của nàng cho dù một trăm người tới đó cũng không đủ cho nàng giết ha 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 lý nguyên sảng khoái cười to diêm nương tử nhìn hắn như vậy mới hơi yên tâm sau đó nói đợi thêm một thời gian nữa nơi này thái bình Tường công chàng suy nghĩ một chút xem có thể kiếm được hai cỗ quan tài thần linh hay không bởi vì ta muốn đem tiểu thánh liên kết với quỷ vực phương pháp không có sơ hở nào là khiến cho nàng rơi vào trạng thái cực kỳ ổn định đó chính là để nàng ngủ trong quan tài thần linh dưới tình huống tận khả năng duy trì tính hoàn chỉnh của thần hồn ta thử dùng âm khí đi liên kết nhưng ta vẫn chưa biết quan tài thần linh kia sử dụng như thế nào cho nên hy vọng có một hai cái để thử tay lý nguyên gật đầu chuyện này hẳn là rất không dễ dàng nhưng may mà hắn còn có rất nhiều thời gian đi tìm hiểu hắn lại hỏi tiếp gần đây có gặp người thần bí nào không chính là vị ở ngọc kinh mà ta từng nói với nàng diêm nương tử lắc đầu lý nguyên cau mày nói người thần bí kia muốn thúc đẩy âm dương đại đồng mà chúng ta cắt đứt tiến trình này theo lý hắn nên tới tìm nàng ngay cả liên giáo cũng uy hiếp nàng bức ép nàng tham dự kế hoạch âm dương đại đồng cũng biến thành hành động như vậy vì sao người thần bí kia không hành động hoặc là nói hắn đã hành động nhưng ta lại không biết hắn suy tư một lúc lâu thực sự không nắm được điểm mấu chốt đối phương xuất quỷ nhập thần hắn cũng thật sự không đoán được học 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 tiếng thở dốc từng ngụm từng ngụm vang lên ở băng nguyên hai mắt lý bình an sắc bén từng giọt mồ hôi nhỏ giọt mới thấm ra đã kết băng, bất quá, hắn cũng không để ý, mà là càng đánh càng hăng, trường đao trong tay mạnh mẽ vung ra một đường cong, lại phóng đến Man Vương, tay cầm hoàng kim cự phủ, tựa như huyết sát ma thần ở đối diện. Oanh, oanh oanh, liên tiếp công kích mấy lần, ngắn ngủi đến mức giống như nhịp trống liên tục gõ. Nhưng âm thanh này lại im bặt dừng lại, bởi vì Lý Bình An lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Man Vương nhìn vị huynh trưởng càn quấy này, đáy lòng thật sự là có chút bất đắc dĩ nếu không phải trời sinh y thiếu gia đình quan tâm cho nên có hảo cảm với người huynh trưởng cho dù chưa bao giờ gặp mặt này vậy thì lý bình an đã sớm bị y giết không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mặc dù như thế y cũng rất phiền muộn từ lúc y một đường đi tới y đã bị huynh trưởng này khiêu chiến 18 lần mà thời gian dài nhất huynh trưởng trèo trống chẳng qua là hai hơi thở đây cũng là y nhường nhịn rồi hôm nay cứ như vậy đi man vương ồm ồm nói sau đó vỗ vỗ cự lang dưới trướng nói tiểu bạch chúng ta đi cự lang khinh thường nhìn lướt qua nam tử bị đá văng ra xa kia lại ngẩng đầu ưỡn ngực quét đuôi rời đi xa xa một bầy lang kỵ đi xa dò xét xung quanh vùng băng vực này như thường ngày hiện giờ cửu diễm thị tộc đã rất lớn mạnh mà man vương cũng sinh ra một tia dã tâm thuộc về y đo đạc vĩnh dạ trì địa vẽ ra bản đồ man tộc chuyện này chưa từng có ai làm tất cả mọi người chỉ biết tây cực vĩnh dạ vô biên vô hạn không có ai muốn vẽ lại địa hình nơi này cho dù thỉnh thoảng có tộc trưởng có ý nghĩ như vậy nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua bởi vì cửu tộc phân lập nếu ngươi hao phí lực lượng đi làm chuyện vô nghĩa không chừng quê nhà sẽ bị người trực tiếp moi ra nhưng bây giờ cửu diễm đã thống nhất man vương bèn định làm chuyện này lãnh nguyên là nơi an cư mà thái dương thần mẫu ban cho man tộc nếu không hiểu rõ địa phương như vậy đó chính là khinh nhờn đối với thần mẫu với niềm tự hào và vinh quang y bước đi trong bóng tối và băng giá những người cưỡi sói phía sau y cũng đang ngưỡng mộ vị lãnh đạo bẩm sinh này cho dù y là bạo quân y vẫn có rất nhiều tùy tùng tử sinh đi theo mà lý bình an ngã vào trong băng tuyết toàn thân trên dưới đều bị chấn ra máu a à, hắn phát ra tiếng cười khẽ ha ha cười khẽ lại chuyển thành cuồng tiếu lý bình an ơi lý bình an ngươi đúng là một tên phế vật hắn quỳ rạp xuống đất một tay chống đao hai tay nắm chặt ta quá yếu quá yếu quá yếu tứ phẩm ta muốn đột phá tứ phẩm nếu không ta không cứu được ai chuyện gì cũng phải nhờ phụ thân ra tay cho dù là nơi mẫu thân ngủ say cũng đều là phụ thân ôm lấy ta thân là nhi tử này lại làm được cái gì thật là bất hiếu lý bình an ngươi thật sự là vô năng lại bất hiếu ha 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 hắn bình sinh bị đả kích cực ít thiên phú cực tốt sư phụ sủng ái sư muội truy cầu ngay cả nhiệm vụ chấp hành cũng là được chọn lọc xác nhận không quá nguy hiểm hắn chính là cường giả sống trong nhà kính cho dù hắn không phải không dành thế sự nhưng một khi gặp phải đà kích lớn liền dễ dàng như bây giờ Vĩnh Dạ không xuân thu, nhưng bên ngoài đã đến cuối hạ. Nam tử đầu đội vòng hoa, mang theo nụ cười, hắn chống quải trượng lướt nhanh trên núi, sợi liên hệ huyết mạch kia, cho dù cách ngàn dặm vạn dặm hắn vẫn có thể cảm giác. Lúc này đây, hắn quyết định đi xem hài tử kia một chút. Vốn dĩ hắn cũng không có ý định này, ít nhất là không có chuẩn bị vội vàng như vậy. Nhưng đứa bé kia là một cái sợi dây không tồi, có thể giúp hắn kết thiện duyên với vị lý sư thần bí kia. Cùng với Diêm Quân, sau đó mới thuyết phục Diêm Quân đi hoàn thành âm dương đại đồng hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Thời thế như đánh cờ, một khi thế hết lại không sinh lực mới, vậy cũng có nghĩa là cường đại hơn nữa, cũng cách thất bại không xa. Cho nên, Tô Mộc Thần càng cảm thấy liên giáo. Xong rồi, hắn ra tay, không phải vì giúp liên giáo, mà chỉ là vì hoàn thành âm dương đại đồng. Hiện tại, hắn cũng vì mục đích này mà bôn tẩu, thành Ngọc Kinh, U Kỵ đã chuẩn bị xong. 2.200 U Kỵ xếp thành hàng, mà Bành Minh Y và Huỳnh Trạc Yêu làm thống soái giả thì được vây quanh ở chính giữa trong khoảng thời gian này không ít đệ tử liên giáo đều vây quanh hai người trong đó bao gồm đệ tử hồng liên bạch liên về phần hành hài bên phe triệu cổ đồng thì đã ẩn nấp nguyên nhân rất đơn giản những hành hài này một khi xuất hiện sẽ gặp phải quỷ phó chặn giết hiện giờ từng cái từng cái đều giấu ở phố quỷ chỗ nào cũng không dám đi gần đây liên giáo vẫn luôn ẩm ý có người nói muốn đóng quân ở ngọc kinh ủng hộ lập tân đế như trước có người nói ngọc kinh kỳ thật là một tòa cô thành nếu không thể hoàn thành mục đích vậy nên nhanh chóng rút về phía nam một lần nữa ẩn giấu đi còn có người nói chờ một chút dù sao thế cục ở nam địa không rõ ràng nếu còn có thể tiếp tục âm dương đại đồng bọn họ lại rời đi vậy lần sau muốn đánh tới ngọc kinh sẽ phải phí không biết bao nhiêu công phu tóm lại có người nói rút lui có người nói ở lại còn có người nói chờ nhưng bất luận như thế nào các thế lực lớn khác cũng dần dần tỉnh táo lại trong liên giáo ngay cả đệ tử bình thường nhất cũng có thể cảm nhận được cảm giác dần dần bị bao vây U kỵ là vô địch, nhưng u kỵ cũng không phải là động cơ không cần nghỉ ngơi. Cho dù đem u kỵ chia làm hai, nhưng thống soái u kỵ bành minh y cùng với huỳnh trạc yêu cũng chỉ là người bình thường, hai người là cần nghỉ ngơi. Điều này dẫn đến u kỵ sinh ra sơ hở. Sở dĩ liên giáo còn có thể kiên cố ở chỗ này là bởi vì bản thân liên giáo nội tình phong phú, xung quanh cất giấu rất nhiều đệ tử hồng liên và bạch liên. Người trước ám sát, người sau tin báo. Tổ hợp như vậy khiến cho u kỵ có thể nhận được tin tức kịp thời, từ đó cấp tốc làm ra hành động chuẩn xác, cũng dễ dàng đánh tan mấy cứ điểm thế lực giang hồ mới tụ tập gần đây. Quét ngang vô địch, giống như lúc trước, thế lực giang hồ không thể không nhượng bộ lui binh, tựa như bầy lang rình hổ, an tĩnh chờ con hổ này lộ ra sơ hở lớn hơn. Một ngày này, liên giáo chủ trướng, một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân đột nhiên nói, Nam Hạ đi. Đây là giáo chủ Bạch Liên Giáo, Bạch Liên Giác. Vị giáo chủ này hiển nhiên không phải Ngọc Hải, đôi mắt diệu mục của nàng thoáng nhìn quanh, cũng lưu chuyển sinh tư, câu hồn đoạt phách. Nàng mới lên tiếng. Một nam tử cường tráng hơn gấu, toàn thân đều là cơ bắp màu đen cũng nói theo, nơi này không phải chỗ ở lâu. Trở lại Nam Địa, chúng ta thủ ở Nam Địa, sau đó an tâm phát triển vấn đao cung, sản xuất càng nhiều u kỵ. U kỵ càng ngày càng nhiều, ai còn là đối thủ của chúng ta? Vị này là giáo chủ Hồng Liên Giáo, cũng tức là Hồng Liên Thái Tử năm xưa, Bành Xào. Huỳnh Trạc Yêu nói, bây giờ rắn sinh ra dục lộ đã không còn ở khu vực phía nam nữa mà là ở ngọc kinh tiệm hoa sản sinh hoa vô ưu lại không ở ngọc kinh mà ở nam địa muốn chế tạo u kỵ hai thứ này thiếu một thứ cũng không được huống chi chúng ta cũng không phải là ngọc hải liễm y trai mà triệu cổ đồng lại đã chết nếu như xuôi nam chúng ta sẽ không cách nào lại chế tạo u kỵ kết cục cũng không tốt hơn bao nhiêu khi ở lại chỗ này ngay khi thượng tầng của liên giáo cũng đang tranh luận kịch liệt ba người dừng một chút nhìn về phía thiếu niên tóc bạc xinh đẹp kia minh y giáo chủ ngươi nghĩ sao giọng nói ồm ồm của bành xào vang lên đang nói bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chạy ngay sau đó là truyền báo dồn dập giáo chủ giáo chủ liễm y trai lại truyền đến tin tức mọi người ngừng thảo luận đã thấy một đệ tử liên giáo vội vã chạy vào chủ trướng sau đó nói có không ít đệ tử đột nhiên trong lúc ngủ bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ chỉ nói bảo bành minh y nhanh chóng tới gặp ta sau đó đợi đến ban ngày không ít đệ tử đều nổi điên cầm lấy người liền phát ra thét chói tai để bành minh y nhanh chóng tới gặp ta thiếu niên tóc bạc nói hãy đến liệm y trai đứng ở trước cửa nói cho vị kia biết ta sẽ tới nhanh thôi đệ tử liên giáo cung kính đáp sau đó vội vàng đi xuống bạch liên giác nói quả nhiên không có ngọc hài liễm y trai đã bắt đầu điên cuồng rồi huỳnh trạc yêu nói nhưng đây cũng là một cơ hội lúc này liễm y trai đã không còn là liễm y trai của quá khứ nó có một bộ phận chính là rắn của kỳ thú viên nếu minh y giáo chủ có thể trở thành ngọc hải của quỷ vực mới này vậy ngọc kinh có thể trở thành nơi định cư mới của chúng ta mà chỉ cần chúng ta ở phụ cận liễm y trai chính là vĩnh viễn không thể bị công phá bành sao hỏi ngọc hải có thể thay đổi sao huỳnh trạc yêu cùng bành minh y hơi an tĩnh bành minh y đột nhiên nói có thể thay đổi ta có thể cảm nhận được liên hệ giữa mình và liễm y trai chỉ cần loại liên hệ này mở rộng ta có thể biến thành ngọc hải của nó hắn đứng dậy nói vậy ta liền đi dứt lời hắn đứng dậy Mặt tươi cười, cưỡi lên một con ngựa, đi xa. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là, Bành Minh Y cũng không có đi liễm y trai. Lúc hắn đi được một nửa, đột nhiên kéo dây cương, ngựa nghiêng về phía bên kia, liền xuyên qua con hẻm sâu thẳm, lại thi triển thủ đoạn, rời khỏi Ngọc Kinh. Đường đường là giáo chủ Hắc Liên giáo, nếu muốn lặng lẽ rời khỏi nơi nào, chỉ cần nơi đó không có chuyên môn mai phục, vậy căn bản không có khả năng ngăn cản hắn. Bành Minh Y tuy rằng rời khỏi Ngọc Kinh, nhưng ngựa của hắn lại ở lại nhưng hắn lại không thèm để ý hai tay hắn mở ra sắc mặt say mê chạy trong gió đầu thu hạnh phúc hắn giống như đang tự hỏi sau đó lại tự trả lời thoát khỏi trói buộc không cần đi chấp hành sứ mệnh nữa đó mới là hạnh phúc ta không phải ngọc hài liễm y trai cũng không phải ngọc hài của vị diêm quân phía nam kia ta chính là ta loại cảm giác tự do này quả nhiên giống như ta mong đợi thật sự rất hạnh phúc tuy hắn là người bình thường nhưng lại là cường giả bên trong ngọc hài con đường đến đây hắn tự đều nhớ rõ cho nên hắn liền không đi những con đường kia mà là hướng đến thâm sơn cùng cốc thời gian trôi qua từng ngày bành minh y cũng không biết thành ngọc kinh bên kia thế nào hắn đã hoàn toàn mặc kệ hắn đi qua non xanh nước biếc đói bụng hái chút quả dại khát uống chút suối rốt cục hắn leo lên vách núi cao nhất nơi này trên vách núi bóng cây xùm xuê. trước vách núi vân đào như thủy triều dưới vách núi ẩn chứa tiếng nước sâu chảy xiết Bành Minh Y giang hai tay ra, ngửa mặt lên trời, hạnh phúc hướng mặt trời, trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức vụn vặt. Nhưng những ký ức này đều là tiếng khóc, giống như nữ tử sinh ra đã khắc chết hắn kia. Giống như hắn sinh ra đã dẫn đến nhà cửa nát nhà tan, những người quan hệ huyết thống kia của hắn cũng bị ngược đãi, tàn sát hầu như không còn. Hết thảy tất cả, cũng vì để hắn trở thành Ngọc Hải. Nếu hắn không thành công, cũng chỉ có hắn và mẫu thân sẽ chết. Nhưng hắn thành công, đó, trừ hắn ra, tất cả mọi người đều sẽ chết giống như lăng mẫu muốn xem hoàng hôn. lúc này bành minh y sau khi bị phân liệt với kỳ thú viên, trí nhớ của hắn cũng đã khôi phục ở một trình độ nhất định. cho nên hắn đi tới vách núi cao nhất này, mặt lộ vẻ hạnh phúc đứng yên một lát, liền nhẹ giọng nỉ non, thì ra dáng vẻ hoa sen nở rộ cũng không gì hơn cái này, chỉ là giết người thôi. có cái gì đẹp? a, à, dứt lời, hai tay hắn mở ra, thân hình nghiêng về phía trước, liền rơi xuống. bên tai tiếng gió gào thét mà qua, tóc bạc mãnh liệt bay về phía sau độ ra khuôn mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Tử vong sắp tới, Bành Minh Y cười rất vui vẻ. Mấy ngày sau, một tiểu sơn thôn lánh đời. Xung quanh lá xanh phồn thịnh mọc thành tường vây tự nhiên, mà khiến cho nơi này không thể bị người ngoài nhìn trộm. Cửa vào sơn thôn là một con sông nhỏ, muốn đi vào thì phải theo sông, bằng không chỉ có thể dựa vào bay. Bốp, bốp, bốp. Bên bờ sông, một thôn cô đầu buộc khăn trùng đầu màu xanh đang đấm xiêm y, khuôn mặt nàng bình thường cũng không giống có lực lượng, chỉ là một thôn cô bình thường đấm đấm nàng đột nhiên trong lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn phía trên dòng sông đã thấy trên mặt nước là một thiếu niên toàn thân là máu đang xuôi theo dòng nước cứu người quan trọng hơn thôn cô vội vàng ném gậy đi nhảy vào trong nước cố gắng bơi sau đó ôm lấy nam tử kia tiếp đó cố hết sức kéo thiếu niên lên bờ lại lật người hắn lên lần lật này nàng không chỉ ngây ngẩn cả người thiếu niên này có mái tóc bạc mộng ảo da thịt mịn màng tuyệt không giống người làm việc đồng áng thiếu niên như vậy nhất định rất anh tuấn cùng nàng hoàn toàn là người của hai thế giới. Nhưng hết lần này tới lần khác mặt của thiếu niên này đã bị hủy, có lẽ là đụng phải tảng đá bé nhọn ở trong nước, làm cho khuôn mặt hắn rách nát, còn có chút phù thũng, rất là khó coi. Trong lòng thôn cô sinh ra chút tiếc hận không hiểu, sau đó nhanh chóng dò xét khí tức, thấy còn thở, liền tranh thủ thời gian giúp thiếu niên xoa bụng áp nước, sau đó lại do dự một chút, liền bắt đầu tiến đến hô hấp nhân tạo cho hắn. Sau một phen dày vò, thiếu niên cuối cùng có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, thôn cô lại cõng thiếu niên về nhà, gọi cha cha, con cứu người, trong phòng truyền ra tiếng cứu ở chỗ nào. Thôn cô liền tiếp tục nói, tiếp theo, hai người xảy ra cãi vã, nhưng cuối cùng thiếu niên này vẫn được giữ lại. Mấy ngày sau, thiếu niên yếu ớt tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy là nóc nhà nhỏ hoang tàn. Hắn hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy thôn cô nhỏ nấu cháo cách đó không xa. Nghe được động tĩnh, thôn cô nhỏ quay đầu, kinh hỉ nói, ngươi tỉnh rồi. A à a, à, mau nằm xuống, vết thương của ngươi còn chưa khỏi đâu tiểu thôn cô bỏ nồi ra đem thiếu niên đè xuống một lát sau thì đem cháo bưng tới cười nói trong thôn không thể so sánh với nhà ngươi rất nhiều đồ ăn ngon nhưng ngươi bây giờ phải ăn một chút thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng sau đó nhận lấy cháo nhưng mới giơ tay lên liền cảm thấy cơ bắp hai cánh tay run rẩy như chuột rút tiểu thôn cô cười nói ngươi đó nằm ngoan ngoãn để ta đút cho ngươi ăn nói xong nàng cầm lấy một cái muỗng gỗ thô giáp múc lên một muôi cháo nhẹ nhàng thổi nguội đưa đến trước mặt thiếu niên thiếu niên sửng sốt một lát vẫn há miệng ra tiểu thôn cô đút vào cháo rất nhạt bên trong không có bao nhiêu hạt gạo thế nhưng ăn rất ngon thiếu niên ăn xong một miếng lại tiếp tục ăn tiểu thôn cô lo lắng nói ăn từ từ thôi đừng nghẹn rất nhanh thiếu niên ăn xong tiểu thôn cô quay người muốn đi rửa chén mà thiếu niên đột nhiên đảo mắt hai hàng nước mắt trượt trên dung nhan bị hủy hắn khàn giọng hỏi ngươi là ai tiểu thôn cô nói chu tam nương ngươi thì sao ta thiếu niên dừng lại nói ta không nhớ được. Tiểu thôn cô lo lắng nói, vậy phải làm sao? Thiếu niên nói, ngươi đặt cho ta một cái tên đi. Hả? Cái kia cái kia. Tiểu thôn cô ấp úng, nàng không có văn hóa gì. Cũng không biết nên đặt tên cái gì. Thiếu niên nói, vậy ta gọi là Chuna đi. Hả? Tiểu thôn cô há to miệng. Cơn sóng ngầm cuồn cuộn, nhưng lại như mây đen trước cơn mưa to, chỉ là tụ tập dày đặc, nhưng còn chưa tạo ra thiên lôi đánh vỡ tĩnh lặng. Thời gian thoáng cái đã đến mùa đông. Liên giáo còn làm ổ ở Ngọc Kinh, hơn nữa dưới hành động tích cực của bạch liên giáo và hồng liên giáo cũng đã thu phục không ít thế lực nhỏ xung quanh bọn họ muốn tìm bành minh y chỉ là minh y giáo chủ lại biến mất bành minh y trong quá khứ hiện tại chuna lại yêu tiểu thôn cô đã cứu hắn tổ chức một hôn lễ đơn giản sau đó hắn cũng từ giáo chủ hắc liên giáo chuyển chức thành nông dân tô mộc thần thì đã đi tới vân sơn đạo chỉ là hắn đi một chút rừng một chút gian nan phân biệt một luồng huyết thống liên hệ kia hắn nghĩ tới một khả năng chuyện này có thể khiến hắn muốn rút lui. Nhưng kiến thức trên đường đi lại làm cho hắn sinh ra tò mò. Có thể đống thổ vĩnh dạ kia đã xảy ra biến hóa mà hắn chưa từng dự liệu tới, có lẽ. Đi xem cũng không tệ, Lý Nguyên cũng không nhàn rỗi. Sau khi xác nhận đại bộ đội liên giáo đều ở Ngọc Kinh, hắn bắt đầu tiến hành sơi tái liên giáo ở phía nam, dù sao riêng quân có thể sản xuất càng nhiều còng tay ra người. Phán quan ti lớn mạnh, liên giáo đang bị thẩm thấu vô thanh vô tức bất cứ hành động liên quan đến quỷ vực chợ đen đều sẽ bị vô tận ngăn trở mà chậm rãi chậm rãi quỷ vực chợ đen cũng có một cái tên mới quỷ ngục tất cả những thứ này đều là do lồng sắt lớn trong quỷ vực chợ đen ban tặng mùa đông giá rét tuyết lớn như gào thét như thủy triều thú lao nhanh qua đồng hoang thôn trấn xa trường mà ở sâu trong hãn châu đạo một bé trai phát ra tiếng khóc vang dội oa oa rơi xuống đất là long tử là long tử bà đỡ phấn khích hô to mà ngoài phòng thì là chuyển đến tiếng hoan hô càng lớn cao khai bình ngân giáp trường thương lẳng lặng ở một bên phòng ốc tựa như tượng điêu khắc canh giữ tại đây nửa bước không rời đột nhiên xa xa chuyển đến một làn sóng lớn hơn thiên tử giá lâm người tới chính là lý nguyên trong trường hợp này sao hắn có thể bỏ lỡ được hắn bước vào một đám người nhao nhao hành lễ nhưng cũng có người hoài nghi thiên tử mất tích đã lâu sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây hơn nữa người vừa mới hô báo tựa hồ cũng không phải nội thị trong cung mà là người hầu của Tạ gia, nhưng không bao lâu, hoài nghi này đã bị xóa bỏ, bởi vì hắn thoải mái đi vào nội trạch Tạ gia, nếu hắn là thiên tử giả, Tạ gia làm sao chịu để cho hắn tới gần Long tử. Tất cả những chuyện này tự nhiên là Tạ Vi an bài, nàng đã sớm phân phó, thiên tử sẽ đến vào ngày Lâm Bồn, đây là ước định của hắn và ta, trên thực tế, cũng không có ước định này, nàng chỉ đoán thôi. Trên thực tế, Lý Nguyên cũng đến. Ngươi đã đến rồi. Tạ Vi lộ ra nụ cười, nàng cúi đầu mệt mỏi chơi đùa bé trai kia, sau đó ngửa mặt nhìn về phía Lý Nguyên nói, nhìn con của chúng ta đi, nhìn xem, nó lớn lên rất giống chàng nhà. Giống ta, Lý Nguyên theo bản năng ôm lấy bé trai, sau đó quan sát thật kỹ. Nhưng mà, chỉ là hai tử mới sinh ra thì làm sao có thể nhìn ra là giống ai. Hắn cười theo nói, giống chẫm. Tạ Vi ngửa đầu nhìn hắn, lộ ra nụ cười vừa mỏi mệt vừa vui mừng. Một nhà ba người này, mẫu thân là hạc chủ của ám vệ coi hài tử là công cụ, phụ thân là kẻ thần bí sau màn giết chết cha đẻ của hai tử hai tử lại là thiên tử tương lai được long mạch tán thành và phái trung hồn đến bảo vệ sau đó lý nguyên giao đứa bé cho bà đỡ và một đám ma ma của tạ phủ chăm sóc hắn ngồi bên cạnh tạ vi dịu dàng nói hoàng hậu vất vả rồi hoàng hậu xuất thần chăm chú nhìn hắn đôi mắt mang theo nước hô hấp có chút dồn dập lý nguyên sửng sốt chợt hiểu ra chị vợ đang suy nghĩ gì nhưng chị vợ đây là mới sinh xong vì sao lại có tâm tư như vậy có lẽ là sống quá áp lực chăng hắn cầm lấy tay chị vợ ôn nhu nói tu dưỡng cho tốt lần này ở lại thêm vài ngày đi tạ vi nói lý nguyên vốn là định như thế thiên tử mới ra đời có trung hồn của long mạch vây quanh đây là đại nghĩa người cậu tạ phong lại nắm giữ ba vạn hãn châu thiết kỵ cộng thêm tám ngàn phi hùng quân đây là đại thế bên này tám chín phần mười là sẽ thành sự mà tất nhiên phong vân tạm thời không nhằm vào diêm tỷ thì tám chín phần mười sẽ nhằm vào nơi này Giờ này khác này, hắn tự nhiên phải ở lại chỗ này. Hắn đã là phụ thân của thiên tử tương lai rồi, làm sao có khả năng vào lúc này để cho người khác thừa dịp hư nhược mà vào, khiến vị tiểu thiên tử này trở thành con rối của người khác. Thiên tử chỉ nên là con rối của hắn, mà lấy thiên tử làm khôi lỗi, khống chế phía sau màn, đây thật sự là một vị trí không tồi. Có lẽ tạ gia cũng nghĩ như vậy. Nhưng e rằng tạ gia chưa chắc đã khống được nước sâu như cấp độ của Long Mạch. Dù sao lực lượng mạnh nhất của bọn họ thật ra là ở trong quân đội, mà không ở chỗ cường giả như vậy thì rất khó tiếp xúc được với long mạch bởi vậy bọn họ nhìn không rõ và cũng đoán không ra bảo đảm có một ngày mang cái danh lấy ngoại thích can chính hại nước hại dân từ đó bị đại quân của thanh quân chắc giết chết triệt để lúc này cần hắn phải làm thế nào để phòng ngừa một thế lực đối địch tiềm ẩn trong tương lai đây lý nguyên đã có ý tưởng đối với chuyện này mặt khác thân phận tây môn cô thành của hắn cũng đã bế quan rất lâu tự nhiên cần đi ra ngoài một chút rất nhiều ý niệm hiện lên trong đầu Lý Nguyên nắm lấy tay chị vợ, nhẹ nhàng dán lên hai má, cười gật đầu, đáp, được. Thời gian hơn một tháng trôi qua rất nhanh, trong lúc đó Lý Nguyên vẫn làm bạn bên cạnh mẹ con Tạ Vi, dịu dàng bưng trà rót nước, nói chuyện, đùa giỡn đứa nhỏ, hoàn thành phần diễn của một người cha tốt, một người chồng tốt. Bất quá, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn duy trì uy nghiêm của thiên tử. Về phần tại sao hắn lại xuất hiện một mình ở đây, Tạ Vi đã sớm vá lỗi cho hắn, thiên tử ẩn nhẫn, cùng ma đồng hành, chỉ là vì tại thời khắc mấu chốt trừ ma vệ đạo, thiên địa sáng sủa càn khôn. Chỉ tiếc ma thế quá lớn, thiên tử binh bại, lữ tướng quân chết trận, kinh thành đại loạn. Vì vậy thiên tử tạm lánh Hãn Châu. Bắc vọng hoàng đô, chờ thời cơ, nói như vậy, hình tượng thiên tử liền được dựng lên. Cho dù có người nghi ngờ, bọn họ cũng phải thử nắm đấm của Thiết Kỵ Hãn Châu trước. Hú chi với lý do thoái thác như vậy, tuyệt đại đa số mọi người, ít nhất là bên chính đạo sẽ vui vẻ tiếp nhận mọi người chưa bao giờ từ chối lời nói dối, chỉ cần lời nói dối này phù hợp với tâm ý của bọn họ thì nó sẽ được xem là chân tướng. Lúc này, thân thể tạ vi đã khôi phục hoàn toàn. Bình thường phụ nhân ở cữ cũng bất quá hơn một tháng, huống chi tạ vi là lục phẩm. Vào ban đêm, nàng kéo tay Lý Nguyên chuẩn bị rời đi. Lý Nguyên quay đầu, đã thấy nữ tử phía sau hai gò má như dáng chiều. Hơi hơi cúi đầu, tựa như đóa hoa thẹn thùng. Không ai nói gì, nhưng trong sự yên tĩnh này, dường như có gì đó bị đốt cháy. Lý Nguyên đột nhiên cảm thấy bàn tay của mình bị kéo nhẹ về phía sau. Tạ Vi hô hấp dồn dập, Lý Nguyên vốn đã sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa, hắn thu chân lại, đóng cửa. Tạ Vi nhào vào trong lòng hắn, lửa hoàn toàn bị đốt cháy, lửa cháy xào sạc trong rét lạnh cuối đông đầu xuân. Trên giường, âm thanh đánh vần vang lên, giày theo lỏng rời chân dài, nhẹ nhàng đá vào móc trướng bên giường. Cái móc kia bị lật, màn lụa trắng như tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, khiến cho cảnh trên giường mông lung, nhìn không rõ. Chỉ là mơ hồ nghe được thanh âm của nữ tử, lúc thì khóc lúc thì cười lúc thì đè nén giống như hoan hô giống như cuồng loạn thét chói tai hồi lâu hết thảy bình ổn tạ vi sụi lơ ở trong lòng lý nguyên cũng không nhìn khuôn mặt của hắn chỉ dùng năm ngón tay nghịch ngợm trên người hắn nhẹ nhàng chạm vào một lát sau nàng không biết như thế nào tựa hồ lại bị tâm tư gì đó kích thích lại hồi phục sức lực chán lắc lư tóc như thủy mặc ngư long động lại như cành hoa múa trong gió hồi lâu lại hồi lâu dường như phát tiết tất cả cảm xúc và sức mạnh Tạ Vi mới thật sự mềm nhũn, mềm đến mức một ngón tay cũng không thể động đậy, khí tức dâm mỹ tản ra khắp nơi, Lý Nguyên kinh ngạc nhìn thoáng qua Tạ Vi, hắn thật sự không ngờ Tạ Vi trông có vẻ đoan trang vô cùng lại còn có mặt tối như vậy, có thể nói, nếu chưa từng thấy mặt bình thường của Tạ Vi, chỉ bằng hình ảnh trước mắt, Tạ Vi hoàn toàn có thể được xem là dâm đãng rồi. Sau ngày hôm đó, Tạ Vi càng dính chặt lấy Lý Nguyên, hai người vô luận đi nơi nào đều ra đôi vào cùng mà rõ ràng tiểu thiên tử nên được trọng điểm đối đãi lại trở thành người thứ ba tạ vi nếu nguyện ý thì mới chăm một chút nếu không muốn liền ném cho nhũ mẫu trong phủ ở trước mặt người ngoài ánh mắt nàng hướng về tiểu thiên tử tràn ngập từ ái nhưng sau lưng lại không có quá nhiều ánh sáng của mẫu thân có chăng chỉ là một thần sắc bình tĩnh nhìn quân cờ trên bàn ngược lại lý nguyên chiếu cố nhiều hơn tiểu thiên tử tất nhiên là họ cơ mà tên thì gọi là hộ bảo vệ hộ ngụ ý là bảo vệ mảnh đất này nhưng cũng chưa chắc không có ý là bảo vệ tả ra bất giác đã tới tháng 3, một chút hoa đào trắng toát nở rộ ở tạ phủ. Trong phủ viện u tĩnh, chén ngọc đựng trà mới, nóng hổi hiện ra ba người uống trà. Trải qua mấy ngày ở chung, tạ du rốt cục chậm rãi xoay chuyển ấn tượng đối với thiên tử. Đây cũng là nhờ tạ vi tẩy não. Trước kia thiên tử háo sắc chỉ là một cái mặt nạ, là mặt nạ vì để cho những tà ma ngoại đạo liên giáo kia tin tưởng thiên tử hoang đường, trên thực tế. Thiên tử tuyệt không phải như thế. Tạ du lặng lẽ quan sát tỷ phu vài lần, phát hiện trong mắt đối phương quả thật không còn cái loại vẻ dâm tà này nữa. Hơn nữa nàng phát hiện nhị tỷ nhà mình hình như là chân chính như keo như sơn với thiên tử, cho nên lúc này mới bằng lòng ngồi cùng bàn uống trà, cũng giống như trong hơn 20 năm qua, luôn bày tỏ tâm sự với nhị tỷ. Lý Nguyên ở một bên uống trà, tạ du lại lôi kéo tạ vi ở bên cạnh thì thầm. Người kia nhà muội cũng không biết xảy ra chuyện gì, đã bế quan một năm, còn chưa ra. Tạ du nhẹ nhàng thở dài, nàng trong má nhìn trà trong chén, nhẹ giọng nỉ non mỗi ngày tu luyện vốn là phiền não nhưng đáng giận là rõ ràng đã thành hôn nhưng trở lại khuê phòng vẫn là một mình một người thật không biết kết hôn để làm cái gì sắc mặt nàng ảm đạm ủy khuất trên mặt tạ vi hiện lên một chút kích động mịt mờ nhưng kích động này lại mang theo kích thích khó hiểu nàng cầm lấy tay muội muội cười nói người kia vốn là si có lẽ là vừa vặn nghĩ tới gì đó đang chăm chăm vào đột phá đây tạ du nghe được vừa vặn nghĩ tới gì đó đột nhiên nghĩ tới chuyện nàng bị thiên tử đùa giỡn trước mặt mọi người khi đó nam nhân nhà mình cái gì cũng không nói thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc nhưng có lẽ là để tâm nàng nhanh mồm nhanh miệng nghĩ đến liền nói còn không phải trách bệ hạ ngày đó nhất định phải giả bộ mà trêu chọc ta người kia nhà ta sợ là trong lòng thấy tức giận nếu là trước đây tạ vi nhất định sẽ cắt ngang lúc tạ du vừa định nói ra những lời này nhưng bây giờ nàng lại mặc cho tạ du nói tạ du nói xong nàng còn bổ một đao cười nói bệ hạ chàng hại muội phu nhà ta bế quan khổ luyện muội tử nhà ta độc thủ khuê phòng đây thật đúng là ai lý nguyên sửng sốt hắn nhìn hai vị nương tử trước mặt loại tình huống quái dị có thân phận sai lệch này chính là hắn bình sinh hiếm thấy vì thế hắn nâng chén nói vậy chấm liền lấy trà thay rượu đền tội tạ du ngẩn người tạ vi cũng nâng chén nói tiểu du nhi ta và tỷ phu của muội cùng đền tội với muội tạ du chớp chớp mắt cảnh tượng này có chút ngoài dự liệu của nàng bất quá nàng cũng bưng chén trà lên lại nói nhị tỷ tỷ để cho bệ hạ kính là được tỷ kính cái gì nha tạ vi chột dạ cười nói ta và tỷ phu nhà muội đã thành hôn tất nhiên là một thể hắn kính ta cũng kính tiểu du nhi bất đắc dĩ lúc này mới bưng trà cùng hai người uống một chén một lát sau lý nguyên tạm thời rời đi tạ du lúc này mới kéo tạ vi nhẹ giọng nói nhị tỷ sao đột nhiên lại tốt với tỷ phu như vậy tạ vi cười nói lúc trước không tốt là để gạt người ngoài tạ du đảo mắt vòng vòng nói Vừa rồi muội nói bệ hạ như vậy, bệ hạ cũng không tức giận, có phải trên tay hắn đã không có bất kỳ lực lượng nào, chỉ có thể dựa vào tạ gia chúng ta hay không? Có phải sau này hắn sẽ tùy ý để chúng ta bắt nạt hay không? Tạ Vi, a à, đúng, đúng đúng đúng, muội có thể bắt nạt. Tạ Du lại hạ giọng, nói, tỷ, có phải hắn đã biến thành hoàng đế bù nhìn bị tạ gia ta thao túng rồi không? Cho nên mới tốt với tỷ như vậy, dù muội có mạo phạm hắn, hắn cũng không tức giận. Tạ Vi, a, à, chuyện này, Tạ Du nói không phải sao muội lặng lẽ hỏi thăm binh mã của hắn đã biến mất ngay cả nội thị đại tướng cũng không có tạ vi không ngờ muội muội nhà mình vẫn còn tâm tư như vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì đành phải nói ra một câu hắn là người của tạ gia chúng ta muội đừng có sỉ nhục hắn biết biết tạ du nở nụ cười chỉ là về sau lúc gặp hắn muội cũng không cần cúi đầu hừ hoàng đế bù nhìn mà thôi tạ vi nàng nghiêm nghị nói tiểu du nhi dù sao hắn cũng là thiên tử muội không thể thất lễ biết rồi biết rồi, muội cũng không ngốc, sẽ không để lộ trên mặt." Tạ Du nói. Đêm đó, Lý Nguyên lại nhận ra Tạ Vi đối ngoại đoan trang, nhưng trên giường lại có dáng vẻ vô độ của dâm phụ. Sau khi phòng đãng, hai người lại trò chuyện bên gối. Đề tài đơn giản là một chút ngày thường, đơn giản là liên quan đến chuyện quan hệ đến cơ hội cùng với Thiên Hạ Đại Thế, nhưng hôm nay có lẽ là Tiểu Du Nhi đến, Tạ Vi cố ý vô tình trực tiếp chuyển rời chủ đề. "Bệ hạ, Tiểu Du Nhi thật là khổ, tướng công của nàng chính là một tên võ sĩ" si, đã bế quan một năm rồi vẫn không bước ra. Hai, Lý Nguyên nghe nàng nói chuyện, không nói lời nào. Tạ Vi tiếp tục nói, có lẽ là vì bị khách sạn Bắc Phong ảnh hưởng, gần đây trong phủ Minh Nguyệt ta lại có thêm một mảnh dụng thịt ngũ phẩm. Dụng thịt này vừa vặn ở xung quanh tạ phủ ta, mà tạ phủ ta hưởng thụ huyết khí của dụng thịt, tu luyện làm ít công to. Mỗi phu của ta hẳn là bởi vì chuyện này, cho nên mới trầm mê trong tu luyện mà không ra ngoài đi. Nàng nhẹ giọng che miệng mà cười. Lý Nguyên biết, đại chu cửu đạo, Kỳ Thật Ngoại Trừ Vân Sơn đạo ra, tám con đường khác đều có tám cái quỷ vực cấp độ khủng bố như kỳ thú viên. Mà trong đó, quỷ vực ở Hãn Châu đạo gọi là khách sạn Bắc Phong, nói trắng ra chính là quỷ khách sạn. Mà vị trí của Phủ Minh Nguyệt là ở phụ cận dụng thịt tương ứng của khách sạn Bắc Phong, cũng chính là ưu thế được trời ưu ái này mới có thể làm cho Tạ gia thay ngén ra khoảng 3 vạn Hãn Châu thiết kỵ. Theo âm dương đại đồng được thúc đẩy, không ít quỷ vực đều đang sinh ra dung hợp. Trong quá khứ, hành hài rất là thưa thớt, mà hiện tại đám hành hải lại giống như kiến bọn họ đem đạo cụ ác quỷ lưu thông khắp nơi khắp nơi loạn dùng dùng nhiều lần luôn luôn có vài lần sẽ làm cho ác quỷ va chạm với ác quỷ kết quả là thế gian này không chỉ có tăng số lượng dụng thịt mà phẩm chất cũng đang tăng lên bên phía tạ ra có thêm một khối dụng thịt ngũ phẩm chính là chứng cứ cũng là một góc của tảng băng trôi lúc này tạ vi nhẹ cọ lý nguyên sau đó nói bệ hạ ân sủng buông sự vụ cùng tu luyện chỉ ở bên mẹ con ta Thiếp thân vô cùng cảm kích. Chỉ là, thiếp thân cân nhắc hẳn là không thể chậm trễ bệ hạ. Nếu là bệ hạ nguyện ý, có thể đi mật thất tu hành. Thân sắc Lý Nguyên giật giật. Không hiểu sao, hắn phát hiện ra thịt nữ tử trong ngực đang nóng lên. Nhưng là, vừa nãy rõ ràng nàng đã hoàn toàn vô lực, là cái gì đã làm cho nàng sinh ra biến hóa như vậy? Suy nghĩ của hắn như điện, bắt đầu ngẫm lại từ lần ở miếu tướng quân. Đột nhiên, hắn hiểu ra cái gì, tâm niệm khẽ động nói muội phu kia của nàng quả thực là một phó si lại mặc kệ tiểu du nhi mà tu luyện ở mật thất lâu như vậy tạ vi nghe được hai chữ muội phu thân thể mềm mại run rẩy lý nguyên liền tiếp tục nói đề tài muội phu hắn càng nói nhiều càng cảm thấy nữ tử trong ngực ra thịt như lửa đốt thiêu đốt đúng là khiến cho nàng như cho tàn cháy lại toàn thân căng thẳng lại một lần cao vút lên sau một hồi lâu sóng gió lại một lần nữa bình ổn lý nguyên đã hiểu ra cái gì hắn cổ quái ôm chị vợ trong lòng mà tạ vi cũng yên lặng ôm nam nhân dán mặt lên bầu không khí rất quái dị hai người đều là người thông minh vào giờ khác này cũng đã hiểu được đối phương hiểu được cái gì nhưng cũng bởi vì hiểu rõ cho nên mới không lên tiếng bệ hạ bế quan sao tạ vi phá vỡ yên tĩnh lý nguyên mạnh mẽ duy trì thái độ chuẩn mực của một diễn viên dù sao thời gian tới chậm cũng ở lại tạ ra bế quan cũng không phải là không thể hoàng hậu nghĩ sao tạ vi đồng dạng duy trì chuẩn mực nói thiếp thân cho rằng bệ hạ bế quan nói không chừng nói không chừng bệ hạ bế quan muội phu của ta liền đi ra đây lý nguyên đột nhiên cảm thấy nữ nhân trong lòng như sói mẹ cho ăn không đủ no giờ khắc này lại bắt đầu vận vẹo thân thể cảm giác áp lực mãnh liệt tinh thần hy sinh lạnh như băng công danh lợi lộc âm mưu dương mưu dựa dẫm thân tình các loại nhân tố hỗn tạp cùng một chỗ rồi lại bị một đao tên là vi phạm đạo đức lặng lẽ chém nát từ đó đạt được kích thích vô tận rồi nghiện cái thể nghiệm này tạ vi hô hấp dồn dập nói bế quan ba tháng đi được không ta nhớ chàng dứt lời nàng lại nói thêm một câu sau đó có thể lại bế quan hoặc là ra ngoài du lịch lại hoặc là những chuyện khác chàng là hoàng thượng thần bí khó lường có thể làm bất cứ điều gì biến mất bất cứ lúc nào cũng được lý nguyên im lặng giữa hai người cách nhau một lớp màng bất quá hai người cũng không muốn đâm thủng bởi vì một khi đâm thủng tất cả mọi chuyện đều sẽ đi theo hướng không thể đoán trước cho nên hai người đều ăn ý tiếp tục giả bộ mấy ngày sau thiên tử bế quan không bao lâu tây môn cô thành xuất quan tiểu du nhi tức giận làm ổ ở trong phòng thậm chí không đi đón hắn xuất quan lý nguyên chủ động đi vào trong phòng sau một phen dỗ dành của một người gỗ tạ du mới tha thứ cho hắn sau đó hai người lại tới đình viện của tạ vi uống trà cho chuyện dưới cảnh xuân tươi đẹp trong gió cảnh trên dưới dập dờn dày theo cùng tâm tư tạ vi cũng đang dập dờn một lần lại một lần trà hội sau rốt cục có một lần ba người đang uống trà Tạ Du bởi vì một ít việc vật mà tạm thời rời đi, nói là lập tức sẽ trở lại. Như nàng mới rời đi non nửa chén trà, Tạ Vi đột nhiên nói, chuyện của Tiểu Du Nhi e là không thể giải quyết ngay được, ít nhất phải 3 4 canh giờ. Lý Nguyên nói, nhị tỷ, ta đây đi về trước. Hắn đang muốn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy dưới bàn đá có một cái chân nhỏ ô nhuận đạp ở trên đùi hắn, hắn ngước mắt nhìn Tạ Vi. Tạ Vi ra vẻ như không có việc gì, tiếp tục uống trà, đồng thời nhẹ giọng nói, cô Thành, uống trà thêm một lát đi, có lẽ là tỷ tỷ đoán sai rồi nàng vừa nói dưới bàn đá vừa động bầu không khí kiều diễm bị cuộc nói chuyện bình thường che lấp cảm giác trước nay chưa từng có tràn ngập trong đình viện nho nhỏ nếu các bạn thấy hay hãy cho át một like đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nha